vừa mới xuyên qua, nhân vật chính liền muốn giết ta, vậy còn được, tranh thủ thời gian chặt đứt nhân vật chính cơ duyên, không chiếm được liền hủy diệt. HTTPS, www.giaosuxuyen.com Chương 1 Xuyên qua huyền huyển, gặp thiên mệnh chi tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, tiếng hát uyển chuyển Cùng với điều nhảy cảm động, cả đại điện tràn ngập một cổ khí tức xa hoa lãng phí lâm nguyên ca ca em và tiêu phàm thật lòng yêu nhau xin lâm nguyên ca ca thành toàn cho chúng em giữa điện một thiếu nữ quỳ trên mặt đất ở bên cạnh nàng còn đứng một vị thiếu niên thiếu nữ dung mạo tinh xảo tú lệ da thịt trắng nõn trên mặt mang theo vẻ kiên quyết vị thiếu niên kia thân hình cao ngất ngũ quan góc cạnh rõ ràng tướng mạo tuy rằng không tính là quá đẹp trai nhưng khí chất lại thập phần xuất chúng làm cho người ta có một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng trên đại điện cũng có một nam tử áo đen đang ngồi nhìn trước mắt tất cả những thứ này cố lâm quyên ngay người hồi lâu khó có thể tiếp nhận chính mình xuyên qua thành huyền huyển thế giới đại hạ vương triều lục hoàng tử sự thật nhưng làm mười năm lão mọc sách hắn nội tâm không có sợ hãi ngược lại có chút hưng phấn trí nhớ tiền thân dần dần tràn vào hắn cũng hiểu được trước mắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn họ tiêu cố lâm nguyên khàn khàn mở miệng đúng vậy hắn tên là tiêu phàm là tiêu gia thiếu chủ thiếu nữ tên là liễu khinh nhan nàng vội vàng trả lời hai người quen nhau như thế nào trên mặt liễu khinh nhan hiện lên vẻ ngọt ngào ta lúc trước ở bên ngoài lịch lãm bị yêu thú tập kích là tiêu phàm ca ca cứu ta chúng ta hai tình tương duyệt đã tư định chung thân. Cố Lâm Uyên nghe vậy khóe miệng co rút. Quả nhiên, nội dung vở kịch vẫn là cẩu huyết trước sau như một. Ta nghe nói, hắn tuy là tiêu gia thiếu chủ, nhưng ba năm nay tu vi không tiến ngược lại, là một phế vật mười phần. Liễu Khinh Nhan vội vàng giải thích. Không phải, tiêu phàm ca ca thiên phú rất mạnh, hắn chỉ là ba năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại thiên phú lại trở về. Cố Lâm Uyên không đáp hắn nhìn một chiếc nhẫn cổ xưa trong tay thiếu niên phía dưới, trầm mặt càng thêm đinh tai nhức óc. tiêu phàm, cái tên tiêu chuẩn cỡ nào? ba năm trước là một phế vật, hiện tại thiên phú đã trở lại, trên tay còn đeo một quả nhìn qua liền không đơn giản nhẫn. đây quả thực là khuôn mẫu nhân vật chính tiêu chuẩn. cố lâm nguyên lại cúi đầu nhìn mình, nhất thời sửng sốt. họ tên? cố lâm nguyên tu vi. luyện thể ngũ trọng giá trị không khí, một trăm màu đen, cơ duyên gần đây. Cự tuyệt thỉnh cầu của Tiêu Phạm và Liễu khinh Nhan, một tháng sau trong cuộc chiến hoàn thành bị Tiêu Phạm đánh chết, chết không toàn thay. Cổ Lâm Nguyên đầu đầy hắc tuyến. Chết không toàn thay tính thương mại cơ duyên gì. Hắn lại nhìn về phía Liễu khinh Nhan và Tiêu Phạm ở phía dưới. Họ tên. Liễu khinh Nhan Tu Vi. Luyện thể tam trọng giá trị vận chuyển. 250, xanh lá, cơ duyên gần đây có được thân thể cực âm hiếm thấy, cũng giao hảo với nhân vật chính Tiêu Phàm, trở thành một trong những hậu cung của Tiêu Phàm, cùng hưởng vận mệnh của nhân vật chính. Tên thật Tu Vi. Luyện thể tứ trọng giá trị khí vận. 800 vàng, cơ duyên gần đây. Đạt được thân thể cực âm của Liễu Khinh Nhan, sau khi song tu Tu Vi tăng nhiều, cũng chém giết nhân vật phản diện Cố Lâm Nguyên trong cuộc chiến hoàn thành. Lúc này Cố Lâm Nguyên mất bình tĩnh, chính mình lại xuyên qua thành một cái nhân vật phản diện. Hơn nữa một tháng sau còn có thể bị tiêu phạm giết chết, vậy còn được sao? Nhân lúc này, phải giết hắn. Cố Lâm Nguyên trong lòng phát ác, hắn cũng không muốn vừa xuyên qua mà đến, mong còn chưa ngồi nóng, đã muốn bị bầm thay vạn đoạn. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị hạ lệnh bắt tiêu phàm, liền cảm giác thân thể trở nên cứng nhắc, còn nhìn thấy trên người tiêu phạm xuất hiện vài vòng tròn kim quang sáng chói. Đó là hào quang nhân vật chính. Cố Lâm Nguyên hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn tin tưởng nếu hiện tại mình hạ lệnh tru sát tiêu phàm, chỉ sợ không đợi hắn nói xong, sẽ bị sặc nước miếng chết. Thật không hổ là nhân vật chính A, à, chỉ cần có nhân vật chính hào quang tại, chính mình căn bản đừng nghĩ giết tiêu phàm. Lâm Nguyên ca ca, van cầu ngươi thành toàn cho chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ cảm kích đại ân đại đức của ngươi. Lục Điện Hạ, ta cùng Liễu khinh Nhan tình đầu ý hợp, cái gọi là thà phá mười tòa miếu không hủy một cuộc hôn nhân, kính xin lục điện hạ thành toàn cho chúng ta. Tiêu phàm cũng ngẩng đầu nhìn cố lâm nguyên, thanh âm không kiêu ngạo không xỉn nịnh. Sau đó, tiếng ca trong điện ngừng lại. Rất nhiều vũ nữ cũng đều lui ra. Tất cả mọi người đều nhìn cố lâm nguyên. Vị hoàng tử hoàng khố nổi danh vương triều đại hạ này sẽ lựa chọn như thế nào? Ha ha! Rất nhanh, cố lâm nguyên khẽ cười nói. Liễu Khinh Nhan, năm năm trước ngươi cửa nát nhà tan, lưu lạc đầu đường, là ta thấy ngươi đáng thương, mới đem ngươi mang về, cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Nghe vậy, vẻ mặt Liễu Khinh Nhan có chút bối rối. Hắn đích thật là được Cố Lâm Nguyên cứu trở về, cũng được coi trọng, trở thành ca cơ dẫn đầu trong phủ lục hoàng tử, cuộc sống trôi qua tương đối dễ chịu. Năm năm qua, ngươi ăn ngon, mặc ấm, còn có người hầu hạ trải qua trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cuộc sống, nếu như không phải ta, ngươi đã sớm chết đói đầu đường, làm sao còn có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ngươi cho là mình bộ dạng đẹp mắt, nhưng ngươi cũng biết, vì cái gì trong hoàng cung tất cả mọi người đối với ngươi không chút nào phạm, nếu như không phải bởi vì ta, ngươi đã sớm trở thành người khác đồ chơi, làm sao còn đến phiên ngươi mang giả nam nhân trở về. Cho đến khi Cố Lâm Nguyên nói xong, mặt liễu khinh nhan đã trắng bệch. Ta, ta, ta. Nàng ấp úng nửa ngày, sững sờ nói không nên lời. Tiêu phàm bên cạnh thấy thế tiến lên một bước. Hắn nhìn về phía cố lâm nguyên, mở miệng nói. Lục điện hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi lúc trước sợ dĩ mang khinh nhan trở về, chỉ sợ là bởi vì nhìn trúng nàng cực âm chi thể, ngươi chủ ý chỉ là tại lợi dụng nàng mà thôi. Thanh âm tiêu phàm âm vang hữu lực, hơn nữa vừa mở miệng liền chiếm cứ đạo đức cao điểm. Nghe vậy, cố lâm quyên nở nụ cười không sai ta chính là đang lợi dụng nàng hắn không chút che giấu thừa nhận dù sao chính mình tiền thân đích xác chính là nghĩ như vậy liễu khinh nhang có thân thể cực âm loại thể chất này vô cùng hiếm thấy đối với người tu luyện càng có chỗ tốt lớn lao nếu là có thể cùng tiến hành song tu tu vi có thể đạt được cực lớn tinh tiến là tất cả nam giới tu luyện giả tha thiết ước mơ thể chất cố lâm quyên tiếp tục nói Ta cứu mạng nàng, cũng cung cấp cho nàng vô số tài nguyên tu luyện, để nàng trở thành một người tu luyện, hiện tại nàng rốt cục có thể báo đáp ta, lại mang về cho ta một giả nam nhân, cũng luôn miệng để cho ta thành toàn. Nói xong, hắn nhìn về phía Liễu Khinh Nhan, chất vấn: "Ngươi ăn của ta, dùng của ta, yên tâm thoải mái hưởng thụ ta cho ngươi mang đến hết thảy, nhưng là hiện tại ngươi động dục, tư xuân, coi trọng một cái giả nam nhân, chẳng lẽ cũng không biết đây hết thảy đều là ai mang cho ngươi sao?" Cố Lâm Nguyên lòng đầy căm phẫn, không ít vũ nữ ca cơ trong điện cũng phẫn nộ nhìn Liễu Khinh Nhan. Những năm gần đây, Cố Lâm Nguyên đối với Liễu Khinh Nhan thế nào, các nàng đều nhìn thấy, có thể nói là cực kỳ cưng chiều. Nhưng hiện tại, Liễu Khinh Nhan lại mang về một cái giả nam nhân, tìm thư uyển su sinh com còn muốn theo đối phương bỏ trốn, cái này đổi lại là ai tới không tức giận. Quả thực chính là Bạch Nhãn Lan vong ân bội nghĩa. Ta ta không phải. Trong lúc nhất thời, Liễu khinh Nhan hết đường chối cãi, bởi vì cô căn bản không tìm được lời nào để phản bác Cố Lâm Nguyên. khinh Nhan chỉ là Tiêu Phàm muốn mở miệng giải thích cho Liễu khinh Nhan. Làm càng Bổn hoàng tử cho ngươi nói chuyện sao? Cố Lâm Nguyên khẽ quát một tiếng, Tiêu Phàm lập tức ngậm miệng lại, biểu tình trở nên vô cùng khó coi. Thiên phú của hắn tuy đã trở lại, nhưng nếu bây giờ đắc tội với Cố Lâm Nguyên, đối với hắn mà nói sẽ có phiền toái rất lớn. Thấy vậy, Cố Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi còn dám xen vào, ta nhất định không dễ dàng tha thứ. Hắn hiện tại đích xác không giết được tiêu phàm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể cho đối phương một chút đau khổ. Ngay sau đó, Cố Lâm Nguyên chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Liễu Khinh Nhan. Hắn vương tay nâng cầm Liễu Khinh Nhan lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của đối phương. Mà giờ phút này Liễu Khinh Nhan đã sớm bị dọa đến hoang mang, chỉ có thể tùy ý để tay Cố Lâm Nguyên bơi trên mặt mình. Bất quá chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, ít nhiều có chút tình cảm, nếu ngươi thật sự muốn đi cùng tiểu tử này, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Liễu Khinh Nhan nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ mừng như điên. "Thật sao?" Nàng vội vàng hỏi. Cố Lâm Nguyên vẫn luôn đối xử tốt với cô, lần này tuy rằng nổi giận, nhưng cô vẫn thắng lợi tất nhiên. Cố Lâm Uyên mỉm cười. Loạn soạn loãng soạn. Sau đó hắn ném ra một thanh chủy thủ sắc bén. Đem ném trước mặt liễu khinh nhan, mở miệng nói. Chỉ cần ngươi phế bỏ đan điền của mình, ta sẽ cho ngươi đi theo hắn. Chương 2 Vả miệng, để hắn ghi nhớ thật lâu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, cái gì? lời nói của cố lâm quyên khiến liễu khinh nhan không ngừng run rẩy không tôi không muốn trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng tràn đầy hoảng sợ nếu như đang điền bị phế vậy nàng sẽ trở thành một phế nhân không có tu vi quan trọng hơn là cực âm khí trong cơ thể nàng cũng sẽ theo đó xói mòn đến lúc đó thân thể cực âm của nàng liền phế đi vẻ mặt cố lâm quyên lại hết sức bình tĩnh hắn thấy vô cùng rõ ràng Tiêu Phàm chính là bởi vì chiếm được thân thể cực âm của Liễu Khinh Nhan, cho nên tu vi mới tăng nhiều, cuối cùng giết chính mình. Nhưng nếu như ta không cho ngươi đạt được, hơn nữa hủy diệt nó, vậy các hạ nên ứng đối như thế nào đây? Nghe vậy, Tiêu Phàm nhất thời biến sắc. Hắn có chút nóng nảy, vội vàng nói: "Lục Điện hạ, Khinh Nhan dù sao cũng là ngươi nhìn lớn lên, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy a." À. Nguyên bản, hắn là bởi vì chính mình sư tôn nhắc nhở, liễu khinh nhan có được hiếm thấy cực âm thân thể mới cố ý cùng liễu khinh nhan thân cận giao hảo nhưng nếu liễu khinh nhan bị phế mất đi thân thể cực âm nhiều lắm chỉ là một nữ nhân xinh đẹp mà thôi điều này đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì người đâu thấy tiêu phàm còn dám nói cố lâm uyên khẽ quát một tiếng có thuộc hạ trong nháy mắt một cô gái mặc áo da bó sát người đi tới trước người cố lâm uyên Nữ tử dáng người thon dài, dung mạo thanh lãnh tú lệ, dưới một thân áo bó sát người màu đen phụ trợ, thân hình lộ ra vô cùng nóng bỏng, trước nhô sau vĩnh. Cô là hộ đạo giả của Cố Lâm Nguyên, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ an toàn cho Cố Lâm Nguyên, tên là Lăng Tuyền. Ngậm miệng lại, để cho hắn nhớ thật lâu. Giọng Cố Lâm Nguyên bình thản, sắc mặt tiêu phàm lại đại biến. "Vâng." Lăng Tuyền trả lời một tiếng. "Các ngươi không thể như vậy." ta chính là tiêu gia. Tiêu phàm vội vàng lui về phía sau một bước, đồng thời mở miệng. Ba. Nhưng tốc độ của hắn làm sao so được lăng tuyền, trực tiếp bị một cái tác nặng nề ném vào trên mặt. Rất nhanh, tiêu phàm nguyên bản tuấn tú trên mặt, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng đỏ lên, biến thành một cái đầu heo. Lần này chỉ là cho cậu một bài học, lại có lần sau, trực tiếp kéo ra ngoài chém. Cố Lâm Nguyên cười nhạt. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể hù dọa tiêu phàm như vậy, đối phương dù sao cũng có hào quang nhân vật chính, hắn bây giờ còn không giết được. Tiêu phàm nhất thời mặt lộ vẻ dữ tợn, cũng giận mà không dám nói gì. Cố Lâm Nguyên lại nhìn về phía liễu khinh nhan. Suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi tự phế Đan điền, ta sẽ cho ngươi rời đi, tuyệt không ngăn cản. Nghe vậy, liễu khinh nhan vô cùng hoảng sợ. Nàng lấy can đảm nói. Đan điền của ta, là ta trời sinh, không phải ngươi cho, ngươi dựa vào cái gì?" Cố Lâm Nguyên trực tiếp ngắt lời. "Nếu như không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm nát chết ở đầu đường, nếu như không phải ta cho ngươi cung cấp tài nguyên, bằng ngươi cũng muốn trở thành người tu luyện." Sắc mặt Liễu Khinh Nhan trắng bệch hơn. "Ta chỉ để ngươi tự phế đan điền mà thôi, lại không để ngươi định mạng, vì sao không dám chứ?" Cố Lâm Nguyên mang theo trào phúng. Làm người xuyên việt, hắn biết đối phó loại này ăn trong móc ngoài nữ nhân, tuyệt không thể có bất kỳ nhân từ nương tay. Quân bất kiến, rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết mở đầu, đều là bị nữ nhân làm hại cửa nát nhà tan sao. Hắn cũng không phải là những đại oan chủng kia. Nhưng, nhưng mà. Sắc mặt liễu khinh nhan trắng bệch. Một khi trở thành người tu luyện, sẽ không ai cam nguyện buông tha cho loại cảm giác tràn ngập lực lượng này, nàng cũng vậy. Ha ha, đúng là một tên nhát gan vừa rồi còn nói kiên định như vậy, hiện tại chỉ là để cho nàng tự phế đang điền mà thôi, liền biến thành bộ dáng này. Nàng cũng không nghĩ tới, nếu như không phải có lục điện hạ trợ giúp, nàng làm sao có thể cưỡi trên đầu chúng ta, thật sự là một bạch nhãn lan nuôi không quen. Vũ nữ ca cơ bốn phía cũng nhao nhao mở miệng trào phúng. Những năm gần đây, Liễu khinh Nhan ỷ vào sự yêu thích của Cố Lâm Nguyên, đối với các nàng không đánh cũng mắng, hiện tại nhìn thấy Liễu khinh Nhan kinh ngạc, nội tâm các nàng miễn bàn có bao nhiêu sản khoái. Lâm Nguyên ca ca, ngươi khẳng định là đang nói đùa, ngươi khẳng định không muốn nhìn thấy ta biến thành một phế nhân, đúng không? Nghe vậy, cố Lâm Nguyên cười khẽ. Không phải vừa rồi anh vì tình yêu có thể trả giá tất cả sao? Hiện tại sao lại không được? Xem ra chấp nhất của anh đối với tình yêu cũng không gì hơn cái này. Liễu khinh nhan gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, nàng khóc trồng nói ta thật sự rất yêu tiêu phạm ca ca nhưng là ta không muốn biến thành phế nhân cố lâm Nguyên bất vi sở động một khi để cho tiêu phạm có được thân thể cực âm của liễu khinh nhan đến lúc đó người chết chính là hắn hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh lâm Nguyên ca ca van cầu anh liễu khinh nhan khóc như lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu nhìn cố lâm Nguyên năn nỉ nhưng cố lâm Nguyên căn bản không ăn bộ dạng này xin hãy gọi tôi là Điện Hạ. Hắn hiện tại nghe được Liễu khinh Nhan gọi mình ca ca đều cảm thấy ghê tởm, loại này vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lan, hắn một khắc cũng không muốn lại nhìn thấy. Nếu cô không dám động thủ, vậy để tôi giúp cô. Nói xong, Cố Lâm Nguyên nhặt dao găm trên mặt đất lên, chậm rãi đi về phía Liễu khinh Nhan. Không, anh đừng tới đây. Liễu khinh Nhan lúc này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau. Thấy vậy, cố lâm quyên bắt lấy một cánh tay đối phương cười nói yên tâm ta sẽ ra tay nhanh một chút sẽ không để cho ngươi thừa nhận thống khổ quá lớn sau khi bị cố lâm quyên bắt liễu khinh nhan sợ tới mức hoa dung thất sắc anh tiêu phàm mau cứu em cứu em cô vội vàng nhìn tiêu phàm cầu cứu nàng biết sức chiến đấu của tiêu phàm rất mạnh nàng cỡ nào hy vọng tiêu phàm có thể giống như lúc trước tìm thư uyển lúc mình gặp phải tuyệt vọng giống như thiên thần hạ phàm chặn ở trước người mình nhưng rất nhanh liễu khinh nhan lại tuyệt vọng phát hiện tiêu phàm mặc dù biểu tình phẫn nộ nhưng ngay cả động cũng không dám động tiêu phàm ca ca mau tới cứu ta a à. liễu khinh nhan gấp đến độ nước mắt tung hoành nàng không rõ vì sao tiêu phàm lúc trước còn thề non hẹn biển với mình giờ phút này lại thờ ơ ha ha xem ra ngươi đối với hắn khăng khăng một mực hắn đối với ngươi lại không có kiên định như vậy thật sự là chăm chọc. Thật sự là đáng giận a. À. Tiêu phàm ở trong lòng trống giận. Trước không nói hắn hiện tại không dám đắc tội cố Lâm Nguyên. Hơn nữa, Lăng Tuyền còn ở một bên gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Lăng Tuyền cũng không phải là yêu thú bình thường, dù là hắn hiện tại thực lực khôi phục một ít, cũng căn bản không thể là Lăng Tuyền đối thủ. Lục Điện Hạ, ta là luyện thể tầng 4 tu vi, mà ngươi là luyện thể tầng 5, không bằng chúng ta liền ở chỗ này đánh một trận nếu là ngươi thắng ta đây lập tức liền đi nhưng nếu là ta thắng ngươi liền thành toàn cho ta cùng khinh nhang như thế nào tiêu phàm rất nhanh nghĩ ra đối sách vội vàng nói tuy rằng tu vi của hắn thấp hơn cố lâm nguyên một tầng nhưng hắn có các loại ác chủ bài cho dù vượt cấp khiêu chiến cũng chưa chắc sẽ thua hơn nữa cố lâm nguyên nổi danh là hoàng Khố hoàng tử tu vi đối phương tất nhiên thập phần phù phiếm cũng không phải đối thủ của mình. Ha ha! Cố Lâm Uyên thật sự nở nụ cười, tiêu phàm giống như mình đã xem qua nhân vật chính trong tiểu thuyết vậy. Biện pháp nhược trí như vậy, cư nhiên cũng nghĩ ra được. Ta cảm thấy không được tốt lắm. Ánh mắt Cố Lâm Uyên trêu tức nhìn về phía tiêu phàm. Hỏi ngược lại. Ta một câu nói có thể giải quyết chuyện, tại sao phải đi phí sức này? Chương 3 Thiên mệnh chi tử chả lẽ không cùng loại sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, cổ điển. Thật sự quá kinh điển. Quân bất kiến, huyền huyễn trong tiểu thuyết, nhân vật phản diện rõ ràng một câu nói liền có thể quyết định nhân vật chính sinh tử, lại nhất định muốn đầu sắt chạy tới cùng đối phương đơn đấu. Kết quả cũng rất rõ ràng, không chỉ có muốn bị nhân vật chính tại chỗ đánh mặt, nói không chừng cuối cùng còn có thể bị nhân vật chính phản sát. Có một câu nói rất hay, Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, đây cũng không chỉ là nói mà thôi. Cố Lâm Nguyên là con mọt sách 10 năm, sao lại không biết lợi hại trong đó, cho nên hắn căn bản không thể đồng ý. Anh. Tiêu Phàm cũng không ngờ Cố Lâm Nguyên lại cự tuyệt quyết đoán như vậy, trên mặt hắn xanh mét. Cố Lâm Nguyên không nhìn anh nữa. Đối với nhân vật chính mà nói, nếu như không thể vượt cấp tác chiến, vậy cũng không tiện được gọi là nhân vật chính. Nếu hắn thật sự đáp ứng phỏng chừng sẽ bại rất thảm. Nhưng đáng tiếc, hắn cũng không ngốc. Dù sao, kiêu ngạo và ngu xuẩn vẫn có sự khác biệt. Cố Lâm Nguyên vừa thưởng thức chủy thủ trong tay, vừa nhìn về phía Liễu Khinh Nhan, lạnh giọng nói: "Trong mắt ta, ngươi bất quá là một bạch nhãn lang ích kỷ, ham hưởng thụ rồi lại không muốn trả giá mà thôi, mà tình yêu trong miệng ngươi lại càng làm cho ta cảm thấy ghê tởm." Nói xong, trên mặt Cố Lâm Nguyên lộ ra một nụ cười ấm áp nếu ngươi còn chưa nghĩ ra, vậy để ta thay ngươi quyết định đi. về phần ngươi, cố lâm nguyên nghiền ngẫm nhìn tiêu phàm, ta ngược lại rất tò mò, chờ sau khi nàng bị phế bỏ, không có thân thể cực âm, ngươi còn có thể tư định chung thân với nàng hay không? nghe vậy, đồng tử tiêu phàm đột nhiên co rụt lại, hắn còn có sứ mệnh của mình, hắn rộng lớn mạnh mẽ cuộc khởi con đường vừa mới bắt đầu, hắn về sau là muốn đứng ở đỉnh thế giới người. Làm sao có thể ở một cái phế nhân trên người lãng phí thời gian? Hơn nữa, hắn sở dĩ cùng Liễu Khinh Nhan tư định chung thân, không phải là vì đối phương cực âm thân thể sao? Nếu Liễu Khinh Nhan mất đi thân thể cực âm, mình còn cần phải ở cùng một chỗ với đối phương sao? Thấy vậy, Liễu Khinh Nhan lập tức mặt không còn chút máu nào. Cô biết lần này Cố Lâm Nguyên động thật rồi. "Đừng, anh Lâm Nguyên, đừng như vậy, em sai rồi." Cô vội vàng kéo ống quần cố Lâm Nguyên năng nỉ. Làm thế nào bạn có thể sai? Em chỉ theo đuổi tình yêu của mình, em không sai. Cố Lâm Nguyên cười nhạt, trong mắt lóe ra hàng quang. Hắn tựa vào bên tai liễu khinh nhan, nhẹ giọng nói. Làm sai chuyện, nói sai lời, là phải trả giá thật lớn. Vừa nói, chủy thủ trong tay hắn đã đi tới bụng liễu khinh nhan. Thấy thế, tiêu phàm khẩn trương. Không thể, ngươi không thể làm như vậy. Hắn không muốn buông tha cho thân thể cực âm của Liễu Khinh Nhan, đó là mấu chốt để hắn đột phá tu vi. Nhưng một giây sau. Xì. Si. A a a. Nương theo một trận kêu thảm thiết thê lương vang lên, đan điện của Liễu Khinh Nhan trong nháy mắt bị chủy thủ đâm thủng, miệng vết thương máu chảy không ngừng, còn có một cổ khí tức lạnh như băng từ trong đó tràn ra, đây chính là khí cực âm trong cơ thể nàng. Bắt đầu từ giờ khắc này, tư vi của nàng bị phế đi, thân thể cực âm của nàng cũng phế đi. Máu tươi nóng hổi bắn lên người Cố Lâm Nguyên, làm cho hắn thêm vài phần lệ khí, mà càng làm cho người ta sợ hãi chính là, lúc Cố Lâm Nguyên làm những thứ này, trên mặt thủy chung đều mang theo một nụ cười. A, à, đang điện của ta. Liễu Khinh Nhan đau đến lăn lộn trên mặt đất. Tiêu phàm cả người đều choáng váng, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng, Liễu Khinh Nhan cứ như vậy bị phế bỏ. Cố Lâm Nguyên ngươi thật độc ác, ngươi chính là ma quỷ, ngươi quả thực tán tận lương tâm. Hắn hoảng sợ nhìn Cố Lâm Nguyên, gào thét. Nhưng mà, nụ cười trên mặt Cố Lâm Nguyên vẫn sáng lạng như cũ. Hắn lấy khăn tay lau máu tươi trên tay, động tác vô cùng tao nhã lạnh nhạt, giống như vừa rồi chỉ làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Hiện tại đan điền của nàng đã phế, cực âm chi thể cũng phế, ta có thể thành toàn cho các ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía tiêu phàm ngươi không phải muốn cưới nàng sao hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu ta liền lập tức đáp ứng thậm chí còn có thể tự mình chủ trì hôn lễ cho các ngươi tiêu phàm sửng sốt tại chỗ sau đó bất giác lui về phía sau hai bước hắn quả thực khó có thể tưởng tượng vì sao cố lâm quyên sau khi phế bỏ liễu khinh nhan còn có thể bình tĩnh tao nhã cười như vậy tiêu phàm ca ca ngươi mau nói đi mau nói đi giờ phút này Liễu khinh nhan ngã trong vũng máu thần tình chờ mong nhìn tiêu phàm. Nàng tuy rằng bị phế bỏ, nhưng chỉ cần tiêu phàm còn muốn nàng, liền không tính quá hỏng bét, nàng vẫn có thể hưởng thụ được tiêu gia vinh hoa phú quý. Nhưng hiện thực, thường thường thập phần tàn khốc. Ta, ta. Tiêu phàm muốn nói lại thôi, vội vàng lắc đầu. Ta không muốn cưới nàng, ta không muốn cưới một tên phế vật. Hắn lại lui về phía sau, biểu tình thập phần khó xử hắn là tuyệt thế thiên tài, hắn về sau nhưng là muốn giết xuyên cửu thiên thập địa, thiên hạ vô địch siêu cấp cường giả. Làm sao có thể vừa mới bắt đầu, đã bị một tên phế vật liên lụy. Nữ nhân hắn muốn tìm, nhất định phải có thể chất trân quý nào đó, hoặc là công chúa vương triều nào đó, hoặc là thánh nữ tông môn nào đó, nhưng tuyệt đối không thể là một phế vật vô dụng. Nghe tiêu phạm nói, liễu khinh nhan chỉ cảm thấy ngủ lôi oanh đỉnh nàng vẽ mặt tuyệt vọng nhìn về phía tiêu phàm thống khổ nói ngươi làm sao có thể nói ra loại lời này hiện tại ta phế đi ngươi lại muốn vứt bỏ ta nghe vậy vẻ mặt tiêu phàm càng thêm khó xử đúng không xứng đáng nhưng tôi thật sự không làm được mà nghe tiêu phàm nói liễu khinh nhan lập tức như rơi xuống hầm băng ha 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 nàng tuyệt vọng và điên cuồng cười to thì ra thì ra ngươi cũng chỉ ham muốn thân thể cực âm của ta ta thật sự là mắt bị mù a à. nàng bất chấp đau đớn khang cả giọng rống giận ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm tràn ngập vẻ oán hận thấy một màn như vậy cố lâm quyên cũng không có thương hại liễu khinh nhan cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng hận chính là như thế hắn lại nhìn về phía liễu khinh nhan tin tức của đối phương rõ ràng đã xảy ra biến hóa họ tên liễu khinh nhan tu vi không giá trị không khí một trăm màu đen gần đây cơ duyên mất đi thân thể cực âm bị cố lâm Nguyên trục xuất khỏi phủ lục hoàng tử hơn nữa bị tiêu phàm vứt bỏ lưu lạc đầu đường bị người loạn côn đánh chết cố lâm Nguyên nở nụ cười hết thảy đều cùng hắn dự liệu kém không nhiều lắm mất đi sự che chở của hắn tìm thư uyển lại bị tiêu phàm vứt bỏ liễu khinh nhang liền cách cái chết không xa hắn lại nhìn về phía tiêu phàm Thông tin cũng có chút thay đổi. Tên thật: Tu Vi. Luyện thể tứ trọng giá trị khí vận. 750 màu tím, sắp tới cơ duyên. Ngày mai sẽ ở trong di tích thiên hỏa đạt được một giọt chân long tinh huyết, sau khi luyện hóa tẩy cân phạt tủy, thức tỉnh chân long chiến thể, cũng ở một tháng sau ở trong cuộc chiến hoàn thành đánh chết Cố Lâm Nguyên. Thật không hổ là nhân vật chính a. À. Sau khi xem xong, Cố Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. So sánh với lúc trước, tiêu phàm khí vận giá trị giảm xuống 50 điểm, mệnh cách cũng từ màu vàng biến thành màu tím, đây là thuộc về gián cấp. Dù sao mất đi thân thể cực âm của liễu khinh nhan, đối với tiêu phàm giai đoạn trước mà nói, vẫn có chút ảnh hưởng. Nhưng đối phương lại có cơ duyên mới nhanh như vậy, điều này quả thực khiến cố lâm nguyên tức đến nghiến răng. Ngay sau đó, hắn nhìn lại chính mình. Họ tên. Cố lâm nguyên tu vi luyện thể ngũ trọng giá trị không khí, 100, màu đen, gần đây cơ duyên. Đắc tội nhân vật chính tiêu phàm, một tháng sau gặp phải trả thù, tại hoàn thành trong cuộc chiến bị tiêu phàm chém giết, cuối cùng chết không toàn thay. Vừa nhìn, Cố lâm nguyên hoàn toàn nổi giận. Giá trị khí vận của tiêu phàm giảm xuống, điều này ít nhất chứng minh hành động vừa rồi của hắn là hữu dụng. Nhưng, dựa vào cái gì phải chết hay là hắn? thiên mệnh chi tử ninh có dũng khí sao? Cố Lâm Nguyên tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nếu hiện tại tin tức tiêu phàm sắp đạt được cơ duyên đã sớm bị mình biết, vậy hắn nhất định phải dành trước một bước tiến hành đoạn hồ. Có thể cướp, liền cướp tới. Đoạt không được, liền trực tiếp hủy diệt. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta. Chương 4 Thiên hỏa di tích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, rất nhanh, tiêu phàm cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn không thèm liếc liễu khinh nhan một cái, trầm giọng mở miệng. Nếu lục điện hạ xử lý xong, ta xin cáo lui trước. Cố Lâm Quyên cười nhạt. Không mang theo người yêu cùng đi sao? Nghe vậy, sắc mặt tiêu phàm xanh mét phun ra ba chữ. Không cần. Liễu khinh nhan đã mất đi thân thể cực âm, hắn mang theo sẽ trở thành gánh nặng của mình. Đồng thời, anh cũng ghi hận Cố Lâm Nguyên. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi đã có đường lấy cái chết, ta sớm muộn làm thịt ngươi, còn muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Nhưng những lời này, hắn chỉ có thể ở trong lòng trống giận đi ra, ngoài mặt không dám biểu lộ chút nào. Tiêu Phàm nói xong liền vội vàng rời khỏi phủ Lục hoàng tử, có cảm giác chạy trối chết. Không, Tiêu Phàm, ngươi không thể vô tình như vậy. Trong đại điện chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng không cam lòng của Liễu Khinh Nhan. "Người đâu, lôi cô ta ra ngoài, để cô ta tự sinh tự diệt đi." Cố Lâm Nguyên xoay người nói. Nghe vậy, Liễu Khinh Nhan vội vàng đứng lên. "Lâm Nguyên ca ca, em biết sai rồi, em thật sự biết sai rồi, van cầu anh tha thứ cho em lần này đi." Cô còn muốn khẩn cầu Cố Lâm Nguyên tha thứ. Tự gây nhiệt, không thể sống. Cố Lâm Nguyên một cước đá văng hắn ra rất nhanh, Liễu Khinh Nhan đã bị Lăng Tuyền kéo ra ngoài. Theo tiếng kêu thảm thiết hối hận vạn phần của cô dần dần biến mất, Cố Lâm Uyên một lần nữa ngồi trở lại thường vị, nụ cười tươi sáng, sau đó phất phất tay. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Đông đảo vũ nữ ca cơ lần nữa ngâm nga thiển sướng, nhẹ nhàng nhảy múa. Tự hồ là nhìn thấy kết cục vừa rồi của Liễu Khinh Nhan, nội tâm các nàng cũng hung hăng ra một ngụm ác khí, biểu hiện càng thêm xinh đẹp động lòng người quan trọng nhất là hiện tại Liễu Khinh Nhan ngã, cơ hội của các nàng đã tới, nếu như có thể được Cố Lâm Nguyên sủng hạnh, vậy nửa đời sau có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý a. Điện hạ, đều xử lý tốt rồi. Lăng Tuyền rất nhanh trở về đại điện, đi tới trước mặt Cố Lâm Nguyên. Chỉ có điều, vẻ mặt cô nhìn Cố Lâm Nguyên có chút không tự nhiên. Có gì cứ nói thẳng. Cố Lâm Nguyên thấy thế phất tay, không thèm để ý nói. Lăng Tuyền do dự một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Thuộc hạ rất tò mò, vì cái gì điện hạ vừa rồi không trực tiếp đem liễu khinh nhan bắt lấy, sau đó cướp đi nàng cực âm thân thể. Thân thể cực âm của liễu khinh nhan thập phần hiếm thấy. Nếu là có thể đoạt được đối phương lần thứ nhất nguyên âm lực, ít nhất có thể so được 3 năm năm khổ tu. Dựa theo cố lâm nguyên mà cô biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua liễu khinh nhan mới đúng, nhưng bây giờ. Nghe vậy, cố lâm nguyên cười nhạt ta còn chưa đói lắm, không phải cái gì cũng ăn được. Nếu như là tiền thân, đích xác sẽ không dễ dàng buông tha liễu khinh nhan như vậy, như thế nào cũng phải luyện tập một chút 18 ban võ nghệ mới bằng lòng bỏ qua, nhưng hắn đối với liễu khinh nhan lại không có bất kỳ ý nghĩ gì. Dù sao, nữ nhân kia thật sự làm cho hắn cảm thấy ghê tởm, làm cho hắn một chút dục vọng cũng không có, chỉ cần không bị tiêu phạm lấy được là được. Vậy được rồi. Lăng Tuyền tuy không hiểu Cố Lâm Nguyên có ý gì. Nhưng nàng lại phát hiện, Cố Lâm Nguyên trước mắt, tự hồ cùng hoàng tử hoàng khố trong trí nhớ của mình, trở nên có chút không giống nhau. Sau đó Cố Lâm Nguyên nhìn về phía Lăng Tuyền. Tên thật. Lan Suan Tu Vi. Hoàng huyền cảnh trung kỳ giá trị không khí, 100, màu đen, cơ duyên gần đây. Nửa tháng sau vì bảo vệ Cố Lâm Nguyên mà chết. Cố Lâm Nguyên trầm mặt căn cứ tiền thân trí nhớ, Lăng Tuyền mặc dù từ trong đáy lòng khinh thường chính mình tiền thân, cho rằng hắn chỉ là một cái hoàng khố hoàng tử, nhưng làm người lại trung thành và tận tâm, là cái phi thường đủ tư cách hộ đạo giả. Cuối cùng sẽ là loại kết cục này, cũng rất hợp lý. Cố Lâm Nguyên lại nhìn tin tức của rất nhiều vũ nữ ca cơ phía dưới. Tên thật. Sa Sa Giao Tu Vi. Không giá trị không khí. 60. Màu trắng, cơ duyên gần đây. Lúc đi trên đường, Bố thí một tên ăn mày tiền đồng, không ngờ đối phương lại là Phú Thương giả trang, cuối cùng nhận được rất nhiều tiền tài phú thương cho. Rất nhanh Cố Lâm Nguyên liền phát hiện, giá trị khí vận của những người này phần lớn đều từ 100 đến 100. Giá trị khí vận là âm chính là màu đen, đại biểu cho đại họa sắp tới, giá trị khí vận ở không và 100 chính là màu trắng, đại biểu cho vô hỷ cũng vô tai, hoặc là có chút cơ duyên nhỏ, về phần màu vàng cùng màu tím của Tiêu Phạm đó là đại biểu cho đại vận người. Lại kết hợp với tin tức hắn nhìn thấy lúc trước, sở dĩ mình bị tiêu phàm giết chết, còn có một điểm tin tức rất quan trọng. Đó chính là trận chiến hoàn thành một tháng sau. Nếu như muốn thay đổi, hiện tại hắn chỉ có một biện pháp, đó chính là mau chóng tăng lên thực lực. Sau khi hiểu được điểm này, Cố Lâm Nguyên không hề do dự. Lăng Tuyền Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc bén. Có thuộc hạ đi theo ta một chuyến. Nói xong, Cố Lâm Nguyên trực tiếp bước ra khỏi đại điện. Điện hạ đây là muốn đi đâu? Lăng Tuyền một bên đuổi theo, một bên dò hỏi. Di tích thiên hỏa. Tinh quang trong mắt Cố Lâm Nguyên lóe lên. Căn cứ hắn vừa mới nhìn thấy tin tức, tiêu phàm ngày mai sẽ ở thiên hỏa di tích bên trong thu được một giọt chân lông tinh huyết, từ đó trên diện rộng tăng lên thể chất. Đã như vậy, vậy ta liền dành trước một bước đoạn hồ ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó ngươi còn có thể làm gì bây giờ? Di tích thiên hỏa Đây là tiền thân của Vương Triều Đại Hạ, từ 20 năm trước, sau khi Vương Triều Thiên Hỏa bị diệt, Hoàng Cung liền biến thành một mảnh phế tích. Cũng chính là di tích thiên hỏa hiện tại. Bởi vì nơi này đã từng là một Vương Triều hoàn thành, cho dù đã bị vô số người đặt chân qua, nhưng vẫn có người muốn thử vận khí, xem có thể hay không đào được một ít đáng giá đồ vật cho nên nơi này cũng trở thành nơi không ít người tiến hành thăm dò bảo vật lục hoàng tử đến theo lăng tuyền quát khẽ một tiếng phần đông người tìm bảo vật trong di tích thiên hỏa đều biến sắc sau đó vội vàng lui sang một bên để đường ra ra mắt lục điện hạ đối với danh tiếng hoàng khố hoàng tử cố lâm nguyên lên tới hoàng đế đại hạ xuống tới thứ dân bách tính cơ hồ là không người nào không biết không người nào không hiểu lại là hắn con gái con mau trốn đi, muộn sẽ không còn kịp nữa đâu. Cái kia lục hoàng tử điện hạ là nổi danh sắc trung ác quỷ, ngươi ngàn vạn lần không thể bị hắn nhìn thấy, bằng không liền toàn bộ hủy. Cố Lâm Nguyên vừa mới xuất hiện, toàn bộ nữ nhân trẻ tuổi trong di tích thiên hỏa đều tránh không kịp, hình tượng cũng không cần, nhanh chân bỏ chạy. Thấy vậy, Cố Lâm Nguyên nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Hắn nhìn về phía trong đó một cái chạy trối chết bóng lưng, bất đắc dĩ nói ta nói đại tỷ, những kia như hoa như ngọc tiểu cô nương chạy coi như sông, ngươi tuổi này làm mẹ ta đều có nhiều, chạy nhanh như vậy là có ý gì? Hắn có chút đau đầu lắc đầu. Danh tiếng của tiền thân mình thật sự quá thối. Tìm thư uyển www.giaosusun.com điện hạ, ngài vì cái gì đột nhiên muốn tới nơi này? Lăng tuyền canh giữ ở cố lâm nguyên bên cạnh, xác định bốn phía không có nguy hiểm sau, mới mở miệng hỏi. Thiên Hỏa Di tích mặc dù là tiền triều hoàn thành, nhưng bảo vật trong đó đã sớm bị người quét sạch, cơ hồ không có gì lưu lại. Cho dù có, cũng căn bản không đáng bao nhiêu tiền, hơn nữa trước kia Cố Lâm Nguyên đều thích ra vào một số nơi phong nguyệt, chưa bao giờ tới nơi mà hắn nói chim không ỉa này, cho nên hắn vô cùng tò mò. Tùy tiện đi dạo. Cố Lâm Nguyên cười nhạt. "Vâng." Lăng Tuyền không nói thêm gì nữa, rất nhanh cố lâm quyên bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng di tích thiên hỏa này không chỉ có diện tích cực lớn hơn nữa khắp nơi đều là phế tích ngoại trừ những bức tường đổ nát kia hắn căn bản không nhìn ra nơi nào có thứ gì tốt về phần chân lông tinh huyết càng là ngay cả bóng dáng cũng không thấy được sẽ ở đâu đây đi dạo một vòng cố lâm quyên dừng bước suy tư nếu như nơi này thật sự có chân lông tinh huyết thứ tốt như vậy vậy nói rõ khẳng định là người tiền triều giấu đi mà người nọ rất có thể chính là hoàng đế tiền triều hoặc là quan lớn tướng quân một loại không đúng đột nhiên cố lâm uyên vỗ đùi một cái càng là người như vậy hẳn là càng biết chân long tinh huyết trân quý chỗ mới đúng huống chi sau khi thiên hỏa vương triều bị diệt chỗ ở của quan to hiển quý nhất định sẽ bị điều tra trọng điểm nếu bọn họ thật sự có tinh huyết chân long phỏng chừng cũng đã sớm bị người tìm được cho nên vật kia khẳng định không ở trung tâm di tích. Ông ý nghĩ như vậy, Cố Lâm Nguyên lập tức nghiêm túc kiểm tra di tích thiên hỏa, không có khe hở nào không buông tha. Chương 5 Thành công cướp mất chân long tinh huyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Điện Hạ, Ngài đây là Lăng Tuyền ở một bên nhìn trận tròn mắt Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, lục hoàng tử ngày thường sống an nhàn sung sướng, cầm trong tay một cây thiết côn, không để ý đến hình tượng tìm kiếm khắp nơi trong một mảnh phế tích. Cảnh tượng này cực kỳ giống tìm kiếm đóng rác trên đường phố. Ngươi cũng đừng thất thần, mau giúp ta tìm xem, có chỗ nào không thích hợp lập tức nói cho ta biết. Cố Lâm Nguyên cũng không quay đầu lại nói, hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận không mang nhiều người tới đây. Lăng Tuyền nghe vậy không dám chậm trễ, cũng bắt đầu tìm kiếm. Mà vừa tìm, chính là một ngày một đêm. Điện hạ, nơi này hình như có gì đó không đúng. Đúng lúc này, Lăng Tuyền đột nhiên khẽ ồ một tiếng, sau đó vội vàng nhìn Cố Lâm Nguyên bẩm báo. Ở đâu? Cố Lâm Nguyên nhất thời thẳng lưng, từ một bên chạy tới. Phía dưới hình như có ám tầng. Lăng Tuyền lấy tay gõ một khối gạch vỡ nát trước mặt hắn, phát ra tiếng thùng thùng kỳ ảo. Đập vỡ nó. Cố Lâm Nguyên lập tức ra lệnh. Phanh Lăng Tuyền một quyền đi xuống, cái kia nhanh quay đầu lúc này lên tiếng trả lời mà vỡ, sau đó lộ ra một cái trong đó màu đen cái hộp. Tìm được rồi. Trong mắt Cố Lâm Nguyên tỏa sáng, nội tâm vô cùng kích động. Hộp chỉ có hai cái tác lớn như vậy, chứa không được quá lớn đồ vật, nhưng nếu như là chứa một cái bình lọ lọ các loại đồ vật, vậy tuyệt đối là đủ rồi. Kéo kẹt. Chiếc hộp cũng không khóa lại, Cố Lâm Nguyên mở ra một khe hở, sau đó mạnh mẽ khép lại điện hạ, trong này là. Nhìn thấy phản ứng của cố lâm nguyên, lăng tuyền thập phần khó hiểu. Là lục hoàng tử của vương triều đại hạ, tầm mắt cơ bản nhất của cố lâm nguyên vẫn phải có, đây là lần đầu tiên cô thấy cố lâm nguyên kích động như vậy. Đây là mệnh căn của tôi. Cố Lâm Nguyên ôm chặt cái hộp trước người, trong lòng kích động tột đỉnh. Hắn vừa rồi mở hộp ra xem xét thời điểm, bên trong đích xác trang bị một cái tinh xảo bình ngọc, trong đó còn có một giọt màu vàng chất lỏng. Đó tuyệt đối chính là chân long tinh huyết không thể nghi ngờ. Rốt cục tới tay rồi. Cố Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vật này rơi vào trong tay mình, tiêu phàm cũng đừng nghĩ tăng lên tu vi giết mình, mạng của hắn xem như tạm thời bảo trụ. Quan trọng hơn là, hắn cũng có thể sử dụng giọt chân long tinh huyết này rèn luyện thân thể của mình, đến lúc đó nói không chừng có thể cùng tiêu phàm có lực đánh một trận. Đi trở về tâm tình cố lâm nguyên rất tốt lăng tuyền vẽ mặt nghi hoặc đi theo phía sau nàng phát hiện hình như mình càng ngày càng không hiểu vị chủ tử này ngay khi cố lâm nguyên chuẩn bị trở về đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc đi về phía này người tới chính là tiêu phàm quả nhiên thành công sau khi nhìn thấy tiêu phàm khóe miệng cố lâm nguyên khẽ nhếch lên tên thật tu vi luyện thể ngũ trọng giá trị khí vận. 650, màu tím, cơ duyên gần đây. Được thái tử cố phi vân của vương triều đại hạ coi trọng, cũng tìm được một bộ vũ kỹ địa cấp ẩn giấu trong tàn thư các hoàng cung, sau khi tu luyện thực lực tăng nhiều. Quả nhiên, chân long tinh huyết cái kia một đầu cơ duyên đã biến mất, mà đối phương khí vận giá trị lần này rõ ràng hạ thấp ròng rã 100 điểm. Cũng đã nói rõ, dọc tinh huyết chân long bị mình cắt trâu này, so với thân thể cực âm của Liễu khinh Nhan lúc trước, còn quan trọng hơn rất nhiều. Nhưng điều khiến Cố Lâm Nguyên không nói gì chính là, sau khi đối phương mất đi một lần cơ duyên, dường như có thể tự động bổ sung những cơ duyên khác, thật không hổ là thiên mệnh chi tử phúc đại mệnh đại. Sao hắn lại ở chỗ này? Tiêu Phàm cũng nhìn thấy Cố Lâm Nguyên, nhướng mày. Hắn không có quên, ngày hôm qua vốn chính mình sắp tới tay cực âm thân thể, cũng là bởi vì Cố Lâm Nguyên, cuối cùng thất bại trong gan tất. thật là xui xẻo. Nói xong, Tiêu Phàm đi đường vòng, muốn tránh xa Cố Lâm Nguyên. Nhưng Cố Lâm Nguyên giờ phút này lại đi tới. Vì Tiêu gia thiếu chủ này, chúng ta thật đúng là hữu duyên a, à, hôm nay lại gặp mặt. Cố Lâm Nguyên mặt mỉm cười, đi tới trước người Tiêu Phàm. Nhìn thấy nụ cười của Cố Lâm Nguyên, Tiêu Phàm nhất thời có chút chán ghét. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua lúc cố lâm nguyên phế bỏ đang điền liễu khinh nhang trên mặt chính là mang theo nụ cười như vậy nhìn đến làm cho trong lòng hắn có chút sợ hãi ta còn có việc nói xong tiêu phạm liền muốn rời đi cố lâm nguyên cũng không ngăn cản chỉ cười cười xem ra người nào đó đã lành sẹo quên đau nghe vậy bước chân tiêu phạm nhất thời dừng lại biểu tình trên mặt hắn nhất thời trở nên thập phần khó xử nhìn thấy điện hạ vì sao không hành lễ Lăng Tuyền cũng hiểu ý cố Lâm Nguyên, lúc này chắn trước người tiêu phàm, mở miệng chất vấn. Sắc mặt tiêu phàm xanh mét. Hắn nhớ tới chính mình ngày hôm qua bị Lăng Tuyền đánh một cái tác, mà cố Lâm Nguyên vừa rồi lời nói, rõ ràng là đang khiêu khích chính mình. Tiêu gia tiêu phàm, bái kiến lục điện hạ. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tiêu gia mặc dù là một trong ba đại gia tộc cường đại nhất trong vương triều đại hạ, nhưng hôm nay hắn còn không thích hợp đắc tội Cố Lâm Nguyên, chỉ có thể không tình không muốn mở miệng. Lúc này mới đúng. Cố Lâm Nguyên mỉm cười. Không biết Tiêu thiếu chủ tới đây là vì chuyện gì. Hắn đương nhiên hiểu được Tiêu Phàm tới nơi này là vì chân long tinh huyết, nhưng hiện tại lại bị hắn sớm chặn hồ, đối phương nhất định là tay không mà về. Chỉ là tới đây tùy tiện đi dạo thôi. Tiêu Phàm mặt không đổi sắc trả lời một tiếng. Nghe vậy, Cố Lâm Nguyên vẫn tươi cười, nói: "Vậy chúc Tiêu thiếu chủ may mắn." Nói xong, hắn trực tiếp cùng Tiêu Phàm sát vai mà qua. Không giải thích được, nhìn bóng lưng Cố Lâm Nguyên và Lăng Tuyền rời đi, trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, nhưng chẳng biết tại sao, trong tối tâm, hắn cảm giác giống như có thứ gì đó rất quan trọng cũng kề vai sát vai với mình. Là ảo giác sao? Tiêu Phàm lắc đầu, không nghĩ nhiều rất nhanh hắn đi tới giữa di tích thiên hỏa tỉ mỉ tìm kiếm nhưng mặc cho hắn tìm kiếm như thế nào thậm chí là đem toàn bộ di tích thiên hỏa đều lật tung lên trời cũng không tìm được bất cứ vật gì sư tôn nơi này thật sự có bảo vật sao hắn hỏi đối tượng chính là trên ngón tay cái kia chiếc nhẫn bên trong cất giấu một đạo tàn hồn đó là hắn sư tôn quỳnh giao kiếm tiên mà hắn sở dĩ đi tới nơi này chính là quỳnh giao kiếm tiên lúc trước nói cho hắn biết nơi này có một cổ nhàn nhạc, nhạc long khí tức, rất có thể tồn tại có liên quan tới long cơ duyên. Nguyên bản hắn là muốn có được thân thể cực âm của Liễu Khinh nhang sau đó, tìm thư uyển vđvđv.giaosusun.com lại tới tìm kiếm, nhưng ngày hôm qua chuyện tốt của hắn bị tiêu phạm quấy rối, hôm nay liền đem chủ ý đánh vào nơi này. Ta rõ ràng nhớ rõ chính là ở chỗ này, thật sự là kỳ quái, vì cái gì đột nhiên không có. Rất nhanh, một đạo thanh âm kỳ ảo dễ nghe tại tiêu phàm trong đầu vang lên ngữ khí cũng tràn ngập nghi hoặc cô tin tưởng lời nói của mình hẳn là không thể sai lầm hơn nữa vừa rồi nàng còn cảm nhận được cổ khí tức kia nhưng tại sao trong nháy mắt đã không còn nhưng nàng không thể không tiếp nhận sự thật này vì vậy có chút không xác định nói chẳng lẽ là có người sớm tới nơi này đem lấy đi cái gì tiêu phàm nghe vậy nhất thời sửng sốt Hắn nhíu mày. Ta vừa rồi đích xác phát hiện, toàn bộ di tích thiên hỏa đều có dấu hiệu bị tìm kiếm, chẳng lẽ thật sự là bị những người khác nhanh chân đến trước. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm khó hiểu. Mình có sư tôn nhắc nhở mới biết được nơi này có cơ duyên, nhưng những người khác dựa vào cái gì mà biết? Thật sự là đáng hận. Rốt cuộc là ai cướp đi cơ duyên của ta? Giờ phút này, Tiêu Phàm thập phần ảo não cùng hối hận không có sớm một chút tới đây tìm kiếm. Đầu tiên là ngày hôm qua mình mất đi thân thể cực âm của Liễu khinh Nhan, rồi đến hôm nay cơ duyên thuộc về mình bị người ta cắt trâu, điều này làm cho hắn gần đây vẫn thuận buồm xuôi gió cảm thấy thập phần khó có thể tiếp nhận. Không sao, ngươi về sau nhất định là muốn đứng ở thế giới đỉnh, những này tiểu cơ duyên không có cũng không ảnh hưởng toàn cục, tâm tư của ngươi không nên hạn chế ở một cái nho nhỏ đại hạ vương triều bên trong. Quỳnh Giao kiếm tiên mở miệng an ủi. Nghe vậy, tiêu phàm nhíu mày nội tâm nhất thời sinh ra hào hùng vạn trượng. Sư Tôn nói không sai, ta tiêu phàm sinh mà nhất định bất phàm, một cái nho nhỏ đại hạ vương triều, căn bản không đáng giá ta đi để ý. Chương 6 Thiên địa dị tượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Lục Hoàng Tử Phủ Sau khi xua tan mọi người, Cố Lâm Nguyên khẩn cấp mở hộp ra, sau đó lấy bình ngọc bên trong ra, trong đó rõ ràng có một giọt chất lỏng màu vàng chân lông tinh huyết cố lâm quyên hai mắt tỏa sáng cái này dù là đặt ở toàn bộ đại hạ vương triều cũng tuyệt đối là thập phần nghịch thiên bảo vật nghe nói sau khi hấp thu không chỉ có thể tu vi tăng nhiều thậm chí còn có thể thức tỉnh trong truyền thuyết chân lông chiến thể đến đây baby ngay sau đó cố lâm quyên đem giọt tinh huyết chân lông này nhỏ vào trong vại nước lớn đã chuẩn bị sẵn trong khoảnh khắc toàn bộ nước trong vại đều trở nên kim quang sáng chói, trong đó còn tản mát ra một cổ dao động linh lực thập phần tinh thuần. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì năng lượng trong giọt tinh huyết chân lông này quá mức khổng lồ, nếu cố lâm nguyên trực tiếp cắn nuốt, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết, cho nên mới lựa chọn nhỏ vào trong vại nước tiến hành pha loãng. Đau quá! Nhưng dù vậy, cố lâm nguyên vẫn đau đến nhe răng trận mắt. Hắn cảm giác những thứ này căn bản cũng không phải là nước, mà là từng cây cương châm đang không ngừng đâm vào toàn thân hắn trên dưới, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều tại từng tấc đứt gãy, mà ngay cả mặt nước đều chảy ra rất nhiều máu tươi, đem nó nhuộm đến huyết hồng. Cố Lâm Nguyên cắn răng kiên trì, không trên một tiếng. Theo chất lỏng màu vàng bị hắn dần dần hấp thu, thân thể của hắn cũng đang không ngừng phát sinh thay đổi, bất kể là xương cốt hay là kinh mạch đều đang tái tạo, như là nên đón một hồi lột xác cùng tân sinh, đau đớn cũng vui vẻ thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu cố lâm nguyên đột nhiên mở mắt luyện thể ngủ trọng luyện thể thất trọng luyện thể cửu trọng cho đến khi khí tức trên người cố lâm nguyên tăng vọt tới luyện thể cửu trọng đỉnh phong mới dần dần ngừng lại mà giờ phút này thân thể cố lâm nguyên sụi lơ như bùn nhão trên mặt mang theo nụ cười thập phần khó coi đợt này máu kiếm luyện thể cửu trọng cảnh đỉnh phong tu vi như vậy ở cả vương triều đại hạ cũng không tính là yếu mà quan trọng hơn là hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể chất của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất chân lông chiến thể hắn thức tỉnh chân lông chiến thể trong truyền thuyết nhắm mắt nhìn lại trong vại nước cố lâm quyên đang ở từ màu vàng ban đầu biến thành một mảnh màu đỏ đen trong đó ngoại trừ máu tươi cố lâm quyên chảy ra còn có rất nhiều tạp chất từ trong thân thể hắn bài tiết ra mà đúng lúc này. Ngâm. Toàn bộ bầu trời vương triều đại hạ, đột nhiên thay đổi bất ngờ, bầu trời vốn mênh mông bát ngát, lại xuất hiện một đầu long ảnh thật lớn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời mênh mông vạn đạo, long ảnh thật lớn ở trong mây mù phiên vân phúc vũ, thậm chí còn có từng đạo cầu vòng hiện lên, che đậy cả bầu trời mênh mông rộng lớn. Đây là cái gì? Hình như là dị tượng thiên địa đó lại là một con cự long, chẳng lẽ là vương triều đại hạ chúng ta xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài sao? Mọi người nhìn đến trận mắt há hốc mồm. Rồng là sinh vật xa xôi nhất trong thiên địa này, từng là bá chủ vạn thú thiên hạ, là tượng trưng cho thần bí và cường đại. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người thân thể đều đang run rẩy, không bị khống chế muốn quỳ xuống, cúng bái. Cùng lúc đó, sâu trong hoàng cung vương triều đại hạ, đây là Chân Long chiến thể xuất thế. Cố Long Vũ kích động đến tột đỉnh, thậm chí ngay cả hai tay đều đang run rẩy. Hắn là đế vương vương triều Đại Hạ. Có lẽ những người khác không biết, nhưng hắn từng ở trong một quyển sách cổ thấy qua tương tự miêu tả, thiên địa dị tượng này chính là trong truyền thuyết, Chân Long chiến thể xuất thế dấu hiệu. Theo như lời đồn, một khi có người có thể thức tỉnh Chân Long chiến thể, thể chất sẽ hướng về long tộc phương hướng tiến hóa. Nếu là tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể hóa thân thành rồng, bay lượn ở trên chín tầng trời. Người đâu? Cố Long Vũ quát khẽ một tiếng. Có thuộc hạ. Một gã thái giám mang theo giọng việc được vội vàng đáp lại. Mau đi tra cho ta, nhất định phải tra ra nguyên nhân phát sinh dị tượng thiên địa lần này, cụ thể là ai dẫn phát cũng phải tra rõ ràng. Hắn thật sự quá kích động, lần này thiên địa dị tượng là phát sinh ở trong hoàng thành, vậy cũng đã nói rõ cái kia thức tỉnh chân long chiến thể người nhất định ngay tại trong hoàn thành, hắn vô luận như thế nào đều phải đem điều tra ra. Thuộc hà hiểu rồi. Thẳng đến khi thái giám rời đi, cố long vũ mới như có điều suy nghĩ. Rốt cuộc sẽ là ai đây? Cùng lúc đó, hoàn thành tiêu gia. Giờ khắc này tiêu gia cử tộc chúc mừng, trên mặt mỗi người bọn họ đều mang theo nụ cười cung nhiệt. Thật sự là trời phù hộ tiêu gia ta. Ha 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 ha, dị tượng thiên địa như vậy nhất định là do tiêu phàm con ta gây nên thiếu chủ thiên phú quả nhiên đã trở lại hơn nữa còn có thể đưa tới như thế thiên địa dị tượng hẳn là tuyệt thế thiên tài a à. thiên phú của tiêu phàm đã trở lại hơn nữa còn tăng lên rất lớn chuyện này mọi người đều biết tiêu gia cho nên bọn họ mới cho rằng cảnh tượng như vậy nhất định là do tiêu phàm gây nên đây là đồng tỉnh ta làm ra giờ phút này trong một sân của tiêu gia Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy dấu chấm hỏi. Hắn vừa rồi đích xác đột phá. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, hắn liền tự luyện thể nhất trọng cảnh, đột phá đến luyện thể lục trọng, tốc độ tu luyện như vậy quả thực nghe rợn cả người. Nhưng như vậy, có thể khiến cho thiên địa dị tượng sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền đứng dậy, tự tin nói: Nếu như không phải ta, chẳng lẽ trong vương triều đại hạ này còn có thiên phú của những người khác có thể vượt qua ta sao? nói xong, hắn cười to đi ra khỏi phòng. giờ phút này một đám người tiêu gia đã sớm vây quanh sân của hắn chật như nêm cối. đối mặt với mọi người hỏi, tiêu phàm vẽ mặt đắc ý, đúng vậy, dị tượng ngày đó vừa rồi, đích thật là ta gây ra. nghe vậy, mọi người tiêu gia lệ rơi đầy mặt. thật sự là thiếu chủ. vui mừng không xiết a, à, đa tạ trời xanh chiếu cố tiêu gia ta. ha 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 ha, tốt lắm, tiêu phàm con ta có tư thế tuyệt thế cường giả a. À? Vi phụ rất an ủi. Ngay sau đó, tìm thư uyển, cả tiêu gia đều điên rồi. Bọn họ khẩn cấp đem tin tức này truyền ra ngoài, cũng không lâu lắm, tính cả toàn bộ đại hạ vương triều đều đi theo một trận chấn động kịch liệt. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ hoàn thành bên trong lớn nhỏ quan viên, cùng với rất nhiều gia tộc người đều biết tiêu gia muốn cuộc khởi. Thậm chí còn có không ít người đã bắt đầu đến cửa tặng lễ. Tiểu phàm sao ngươi có thể liều lĩnh như vậy? Ngay khi tiêu phàm nội tâm vô cùng đắc ý, thanh âm quỳnh giao kiếm tiên hơi có chút bất đắc dĩ vang lên trong đầu hắn. Những người khác chưa từng trải đời, nhưng nàng làm sao lại không biết, dị tượng thiên địa vừa rồi, căn bản không thể là tiêu phàm có khả năng gây ra. Khiến cho dị tượng khẳng định là có người khác, nhưng nàng lại không nghĩ tới, tiêu phàm cư nhiên chính mình thừa nhận, hơn nữa còn như thế trắng trận tuyên dương. Rất liều lĩnh sao? tiêu phàm lại không cho là đúng chuyện mình là thiên tài tuyệt thế khẳng định không giấu được sớm muộn gì cũng sẽ bị người trong thiên hạ biết được đơn giản chỉ là vấn đề thời gian mà thôi sớm một chút cũng không có gì không tốt dị tượng vừa rồi không phải do ngươi gây ra thấy vậy quỳnh giao kiếm tiên chỉ có thể giải thích nghe vậy tiêu phàm nhất thời sửng sốt không phải do tôi gây ra làm sao có thể nhưng không đợi hắn kịp phản ứng Thái tử Giá Lâm, mời tiêu phàm tiêu gia nhanh chóng tới gặp. Một đạo thanh âm hùng hồn vang vọng khắp tiêu gia. Thái tử đến rồi. Tiêu phàm nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hắn liền khẽ cắn môi. Cho dù không phải ta gây nên thì như thế nào, bằng thiên phú của ta, sớm muộn gì cũng có thể gây nên. Hiện tại thái tử khẳng định đã biết việc này, ta vừa vặn mượn cơ hội này, đánh vào nội bộ vương triều đại hạ, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Chương 7 ẩn tàng địa cấp võ kỹ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, luyện thể cửu trọng cảnh đỉnh phong. Trong đại điện, Cố lâm quyên rốt cục khôi phục chút khí lực. Hắn từ trong vại nước đi ra, chỉ cảm giác một trận tinh thần sảng khoái, xương cốt toàn thân trên dưới phát ra một trận bóp bóp, giòn vang, cả người đều tràn ngập lực lượng, làm người ta say mê. Chân lông chiến thể, quả nhiên không giống bình thường. Cố Lâm Nguyên tươi cười, trong lòng vô cùng hài lòng, đây không hổ là cơ duyên thuộc về thiên mệnh chi tử, thật sự là nghịch thiên. So với thân thể bị tử sắc vét sạch trước kia của mình, cảnh giới phù phiếm, mình hiện tại hoàn toàn có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Hắn thậm chí cảm giác, chính mình hiện tại mặc dù chỉ là luyện thể cửu trọng cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng cho dù là đối mặt yếu một chút hoàng huyền cảnh cao thủ, nói không chừng hắn đều có thể có lực đánh một trận. Tu luyện võ đạo, đầu tiên là từ một đến chín tầng tiến hành luyện thể, sau đó là hoàng huyền cảnh, lại đến địa huyền cảnh, cùng với thiên huyền cảnh, trong đó mỗi một cảnh giới căn cứ cường độ lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng với đại viên mãn. Vượt cấp chiến đấu, đây là năng lực chuyên môn của thiên tài và nhân vật chính, từ giờ trở đi, tôi cũng có đủ rồi. Mà hắn đối với thiên địa dị tượng sinh ra bên ngoài, hoàn toàn không biết. Rất nhanh, Cố Lâm Quyên tự hồ nghĩ tới cái gì? tu vi của ta ngược lại theo kịp, như vậy hiện tại. Còn thiếu một bộ vũ kỷ tiện tay. Vũ kỹ Một bộ vũ kỹ cường đại có thể tăng cường lực công kích hoặc lực phòng ngự hoặc tốc độ của người sử dụng trên diện rộng, đây là điều mà người tu luyện tất không thể thiếu. Nếu hắn nhớ không lầm, cơ duyên gần nhất của tiêu phàm chính là có thể tìm được một bộ vũ kỹ địa cấp ẩn giấu trong tàn thư các. Không được, đó phải là của tôi. Xem ra cần phải đi tàn thư các một chuyến nói làm là làm. Cố Lâm Nguyên không chút do dự, lập tức rời khỏi phủ đệ, đi về phía tàn thư các trong hoàng thành. Tàn thư các Lâu các tổng cộng có ba tầng, cổ kính, nhìn rất có hương vị. Sau khi bước vào trong đó, tạp âm nhất thời nhỏ đi rất nhiều, bên trong còn có người đang nhẹ giọng nói nhỏ, tất cả đều là thảo luận về các loại vũ kỹ. Mà ở cửa ra vào vị trí, đang ngồi một cái áo bào đen lão đầu, thân thể lung lay sắp đổ vả lại toàn thân tràn ngập mùi rượu, tóc càng là hỗn độn không chịu nổi. Đoàn các chủ, ta tới mượn một chút võ kỹ. Cố Lâm Nguyên đi lên trước, sau đó mở miệng nói. Trong ấn tượng của tiền thân, vị lão giả áo đen này chính là các chủ của tàn thư cát, nhớ không lầm hẳn là họ đoàn. Nhưng mà... Lão giả mắt say mông lung nhìn hắn, thân thể lung lay, phản phất một giây sau sẽ ngã sắp xuống, chỉ vào hắn hỏi. Ngươi là vị nào? Nghe vậy, cố lâm quyên đầu đầy hắc tuyến. Kỳ thật cái này cũng không thể trách đối phương, mà là chính mình tiền thân cho tới bây giờ chưa từng tới tàn thư cát, đây vẫn là lần đầu tiên, đối phương không biết cũng bình thường. Ta là lục hoàng tử cố lâm quyên. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tự báo cửa nhà. Lại là anh. Ngay khi cố lâm quyên hạ giọng, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Cố lâm quyên xoay người nhìn lại ôi trời đây không phải là tiêu phàm mới vừa bị hắn cắt trâu cơ duyên sao đối phương quả nhiên cũng tới nơi này giờ phút này tiêu phàm đồng dạng có chút mơ hồ hắn không rõ vì cái gì mình đi tới nơi nào đều có thể gặp phải cái này làm người đáng ghét hoàng khố hoàng tử mà ở bên cạnh tiêu phàm còn đứng một vị nam tử trẻ tuổi thân hình cao ngất cầm quạt lông trong tay phong độ nhẹ nhàng người này chính là thái tử vương triều đại hạ cố phi vân đồng thời cũng là đại ca của Cố Lâm Nguyên. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới trước mặt Cố Lâm Nguyên, cười nói. Lục đệ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đến tàn thư cát, đây thật sự là lần đầu tiên phá lệ. Sau đó hắn lại nhìn về phía tiêu phàm. Hỏi. Tiêu công tử, ngươi quen biết vị lục đệ này. Hắn hôm nay sau khi nhận được tin tức tiêu phàm gây ra dị tượng thiên địa, liền ngựa không dừng vó đi tới tiêu gia. Hai người đều mang quỷ thai, tự nhiên đi tới cùng một chỗ, hơn nữa Cố Phi Vân còn đặc biệt mang theo tiêu phàm, đi tới tàn thư các chọn lựa võ kỹ. Ừ, trước đây từng có duyên gặp mặt một lần. Tiêu phàm hời hợt nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn hiện tại nhân thiết chính là tuyệt thế thiên tài, nhất định phải cùng cố lâm nguyên loại này hoàng khố đệ tử bảo trì khoảng cách mới được, nếu không người khác cũng sẽ đi theo cùng nhau khinh thị chính mình, vậy có thể mất nhiều hơn được. Như vậy a. À. Cố Phi Vân cười cười, phong độ nhẹ nhàng nói. Nếu mọi người đã có duyên tới nơi này, không bằng liền cùng nhau đi, thuận tiện ta cũng có thể cùng lục để giới thiệu một chút, dù sao hắn là lần đầu tiên tới, khẳng định có rất nhiều chỗ không hiểu. Tiêu phàm trong lòng tuy rằng không thích, nhưng cũng không có phản đối, hắn bây giờ còn cần lợi dụng Cố Phi Vân, không thể không nể mặt đối phương. Nghe Thái tử Điện Hạ là được. Cố Lâm Nguyên không để ý, mà kiểm tra tin tức trên người mấy người. Tên thật Tu Vi Luyện thể lục trọng giá trị vận chuyển 650 sắp tới cơ duyên Được Cố Phi Vân xem, sau khi tiến vào tàn thư các tìm được một bộ vũ kỹ địa cấp ẩn dấu, long hồn chấn thiên quyền, thực lực tăng nhiều Họ tên Cố Phi Vân Tu Vi Hoàng huyền cảnh sơ kỳ giá trị không khí, 30, màu đen, cơ duyên gần đây Bị tiêu phàm lợi dụng, đề cử tiêu phàm làm người dẫn phát dị tượng thiên địa, cũng đứng về phía tiêu phạm, cuối cùng bị cố long vũ nhìn thấu, trục xuất vị trí thái tử. Họ tên Đoạn thanh sơn tu vi Địa huyền cảnh sơ kỳ giá trị không khí, 100, màu đen, cơ duyên gần đây. Nửa tháng sau, vì bệnh cũ tái phát mà chết. Tin tức của ba người cố lâm nguyên nhìn không sót một cái, cơ duyên của tiêu phạm cũng giống như hắn nhìn thấy ngày hôm qua, cũng không có biến hóa quá lớn. Ẩn dấu địa cấp vũ kỹ, tìm thư uyển v đúc v v đúc chấm giao su xin chấm công đồ chơi này ta muốn ngay sau đó cố lâm quyên nhau mắt trong thế giới này vũ kỹ cũng phân chia ba bảy loại võ kỹ đẳng cấp từ mạnh đến yếu có thể chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái đại đẳng cấp mà trong đó mỗi cái đại đẳng cấp lại chia làm hạ phẩm trung phẩm thường phẩm cùng cực phẩm bốn cái tiểu đẳng cấp đẳng cấp càng cao độ khó tu luyện cũng lại càng lớn nhưng đồng thời sau khi tu luyện thành công có khả năng bộc phát ra uy lực cũng lại càng mạnh. Ở toàn bộ vương triều đại hạ, vũ kỹ hoàng cấp ngược lại có không ít, nhưng là vũ kỹ huyền cấp, đó quả thực chính là bảo bối trong bảo bối, ít lại càng ít. Về phần vũ kỷ địa cấp, xin lỗi, cả vương triều đại hạ đều tìm không ra một bộ. Cho nên khi hắn nhìn thấy, tiêu phàm lại có thể tìm được một bộ vũ kỹ địa cấp trong tàn thư cát, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lấy đi nhất định phải đoạt lấy. Hắn tuyệt đối không thể để tiêu phàm ở trước mặt mình lấy đi, thậm chí là cuối cùng dùng ở trên người mình. Nếu như hắn có thể đoạt lấy, thực lực tăng nhiều sẽ là hắn, đến lúc đó tiêu phàm còn muốn giết mình, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Được, vậy thì cùng nhau đi. Cố Lâm Nguyên lúc này cười đáp ứng. Hắn muốn tìm bộ kia ẩn giấu địa cấp vũ kỹ, còn phải đi theo tiêu phàm mới được, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy thì đi đi. Cố Phi Vân mỉm cười. Ba người lập tức hướng tàn thư các đi đến. Nhưng bọn họ đều không chú ý tới chính là. Ngay khi bọn họ rời đi, trong mắt lão giả áo đen kia đã biến mất trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn nhìn bóng lưng Cố Lâm Uyên và Tiêu Phàm, nỉ non nói. Hơi thở trên người hai tiểu tử này, có gì đó không đúng. Chương 8 Mục tiêu tới tay Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Tiêu Công Tử, hai tầng trước không có gì đáng xem, theo ta cùng lên lầu ba đi. Cố Phi Vân nhìn về phía Tiêu Phàm, mặt tươi cười. Tàn thư các cũng không phải ai cũng có thể tiến vào, nhưng có Cố Phi Vân vị thái tử gia này dẫn đường, sẽ không ai nói gì. Mà Cố Phi Vân làm như vậy cũng rất đơn giản. Nếu như Tiêu Phàm thật sự thức tỉnh chân long chiến thể, vậy tuyệt đối là trong vạn không có một siêu cấp thiên tài, người như vậy chính mình nhất định phải lôi kéo lại đây. Đa tạ thái tử điện hạ. Tiêu phàm gật gật đầu, không quan tâm hơn thua. Hắn cũng chẳng qua là đang lợi dụng cố phi vân mà thôi, tuy rằng tiêu gia nội tình không yếu, nhưng so với hoàng gia vẫn yếu hơn không ít. Cho nên hắn lần này mục đích chính là muốn mượn cố phi vân thân phận, đến tàn thư các chọn lựa một bộ cường đại võ kỹ. Sau đó ba người đi tới lầu ba, nơi này cơ hồ không có những người khác anh luôn theo tôi làm gì?" Nhưng rất nhanh, Tiêu Phàm liền quay đầu nhìn lại. Toàn bộ lầu ba không tính là nhỏ, nhưng hắn lại phát hiện, cái này hoàng khổ hoàng tử Cố Lâm Nguyên, cư nhiên nơi nào cũng không đi, vẫn đi theo chính mình. "Cái gì gọi là luôn đi theo em, đây là nhà em sao?" Cố Lâm Nguyên nhún nhún vai, thản nhiên nói. Hắn đích thật là cố ý đi theo Tiêu Phàm bằng không hắn cũng không có lòng tin có thể ở trong nhiều vũ kỷ như vậy tìm được bộ kia ẩn giấu địa cấp vũ kỷ nhưng thừa nhận khẳng định là không có khả năng thừa nhận đời này cũng không có khả năng nghe vậy tiêu phàm có chút tức giận tiêu công tử lục đệ chớ cãi vã nếu tất cả mọi người cùng đi lên đi cùng một chỗ cũng không sao cố phi vân đi lên làm người hòa giải vừa cười vừa nói nhưng cố lâm quyên luôn cảm thấy nụ cười của người anh tiện nghi này có chút giả dối hừ tiêu phàm hừ lạnh một tiếng không để ý tới cố lâm quyên nữa ngược lại cố phi vân nhìn qua cười hỏi lục đệ trước kia ngươi nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không tới nơi này hôm nay đây là làm sao vậy nghe vậy cố lâm quyên cũng cười trả lời chỉ là rảnh rỗi không có việc gì tùy tiện tới đây dạo một vòng nhìn nụ cười sáng lạng trên mặt cố lâm nguyên cố phi vân lại có chút ngây ngẩn cả người hắn cảm giác cố lâm nguyên cười rộ lên có loại cảm giác là lạ, lạ vậy được rồi đơn giản hắn cũng không có hỏi nhiều chỉ là cái không được phụ hoàng yêu thích hoàng khố hoàng tử mà thôi hắn còn không có để ở trong lòng tiểu phàm bộ vũ kỹ này tựa hồ có chút đặc biệt đúng lúc này thanh âm quỳnh giao kiếm tiên đột nhiên vang lên trong đầu tiêu phàm có gì đặc biệt Tiêu phàm mở một quyển điển tịch sắp rơi cho ra, sau đó lật xem. Long hồn chấn thiên quyền, tên rất khí phách, nhưng không có đẳng cấp cụ thể, hơn nữa điều kiện tu luyện lại hạ khắc như thế. Bộ vũ kỹ này yêu cầu cường độ thân thể cực cao, cho dù là tiêu phàm tự xưng là thiên tài, cũng không có nắm chắc có thể tu luyện thành công. Tiểu phàm, đây rất có thể là một bộ vũ kỹ địa cấp. Theo thanh âm quỳnh giao kiếm tiên lần nữa vang lên, tiêu phàm lúc này sắc mặt đại hỷ thật sao? Hắn nhất thời kích động, thất thanh hô lên. Tuyệt đối không sai, bộ vũ kỹ này tu luyện điều kiện mặc dù phi thường hạ khắc, nhưng cái này vừa vặn chứng minh, nó nhất định là một bộ địa cấp vũ kỹ. Quỳnh Giao kiếm tiên giải thích. Nghe vậy, trong lòng tiêu phàm mừng như điên. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn không phí công phu. Hắn thật sự kích động muốn chết, cho dù là toàn bộ tiêu gia, vũ kỹ cường đại nhất cũng bất quá chỉ có huyền cấp hạ phẩm, lại không nghĩ tới, hắn cư nhiên có thể ở chỗ này tìm được một bộ vũ kỹ địa cấp, đây quả thực là lời tê dại. Tiêu công tử, ngươi làm sao vậy? Nghe được đồng tỉnh của tiêu phàm, cố phi vân tiến lên hỏi. Khụ khụ, tôi không sao. Tiêu phàm vội vàng ho khan một tiếng. Đồng thời thu liễm nụ cười trên mặt. Bộ vũ kỹ này tuyệt đối không thể để cho những người khác phát hiện manh mối nói không chừng chính mình liền mang không ra ngoài, còn phải là chính mình tuyệt đỉnh thông minh a? À. nhưng ngay giây tiếp theo, bá, cố Lâm Uyên lập tức tiến lên, sau đó đoạt lấy bộ điển tịch trong tay đối phương, Long Hồn Chấn Thiên Quyền, một chữ không sai, chính là nó. cố Lâm Uyên trong lòng không ngừng mừng rỡ, tiêu phàm không hổ là thiên mệnh chi tử a, à. cư nhiên nhanh như vậy liền từ nhiều võ kỹ như vậy tìm ra, mau trả lại cho ta. Tiêu Phàm nhất thời biến sắc. Hắn không nghĩ tới vũ kỹ địa cấp mình vừa tới tay lại bị Cố Lâm Nguyên cướp đi. Cái gì gọi là trả lại cho cậu, đây là đồ của nhà cậu sao? Cố Lâm Nguyên giấu bộ điển tịch này ở phía sau, thản nhiên nói. Đến đồ vật trong tay mình, liền không có khả năng giao ra. Nghe vậy, Tiêu Phàm giận dữ. Đó là ta tìm được trước, ta đã quyết định mượn đọc bộ vũ kỹ này, ngươi mau trả lại cho ta đây chính là vũ kỷ địa cấp A. Nếu là mình có thể tu luyện thành công, sức chiến đấu sẽ được tăng lên thật lớn, một tháng sau hoàn thành chi chiến, hắn sẽ càng có nắm chắc, tuyệt đối không thể cứ như vậy bị người khác cướp đi. Cố Lâm Nguyên cười nhạt. Ngại quá, ta cũng quyết định mượn bộ vũ kỹ này, ngươi nên đi tìm lại đi. Trả lại. Ai nói đây là của ngươi? Bây giờ nó ở trong tay tôi, nó là của tôi. Ngươi. Tiêu Phàm tức giận nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ là Cố Lâm Nguyên phát hiện cái gì? Nhưng không đúng, hắn rõ ràng ngụy trang tốt như vậy. Tiêu Công tử chớ tức giận. Cố Phi Vân lại đi lên, hắn nhìn về phía điển tịch trong tay Cố Lâm Nguyên, mở miệng nói: "Bộ vũ kỹ này ta trước đây đã tu luyện qua, không chỉ có tu luyện độ khó cực lớn, tìm thư uyển hơn nữa điều kiện phi thường hà khắc, ta hoài nghi căn bản nó không thể tu luyện." hai vị không cần bởi vì một bộ phế vũ kỹ này mà ồn ào bộ long hồn chấn thiên quyền này hắn có chút ấn tượng trước kia hắn cũng đích xác mượn đọc tu luyện qua lại như lời hắn nói căn bản là tu luyện không được hắn thật sự không rõ vì cái gì hai người này sẽ bởi vì một bộ căn bản không cách nào tu luyện phế vũ kỹ mà cãi nhau nhưng mà tiêu phàm lại không để ý tới cố phi vân ngươi tu luyện không được đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn cùng ta cũng không quan hệ Cố Lâm Uyên căn cứ vào nguyên tắc không chiếm được liền hủy diệt, cho dù hắn thật sự tu luyện không được, vậy cũng tuyệt đối không thể để lại cho Tiêu Phàm. Mau trả lại cho ta. Tiêu Phàm cố nén lửa giận trong lòng, hắn gắt gao nhìn chầm chầm Cố Lâm Uyên, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hoàng tử hoàng khố này lại thích gây khó dễ cho mình. Không cho, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp đồ với hoàng tử sao? Cố Lâm Uyên vẻ mặt heo chết không sợ nước sôi, tức giận đến mặt tiêu phạm tái mét nơi này chính là hoàng cung cho hắn thêm vài lá gan cũng không dám tranh đoạt với cố lâm nguyên thấy thế cố phi vân trong lòng khẽ động hắn nhìn về phía cố lâm nguyên mở miệng nói lục đệ vị tiêu công tử này là khách của ta nếu không ngươi nên đưa vũ kỹ kia cho hắn dùng trước đi trong mắt hắn tiêu phạm thức tỉnh chân long chiến thể mà cố lâm nguyên bất quá là một hoàng tử hoàng khố mà thôi hai người căn bản không thể so sánh, nếu như mình lúc này trợ giúp Tiêu Phàm, vậy khẳng định là kiếm lợi ổn định không bồi thường. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đương nhiên hiểu ý của Cố Phi Vân, sau đó vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Cố Lâm Nguyên. Thái tử điện hạ đã lên tiếng rồi, ngươi còn không mau trả lại cho ta. Nhưng mà. Cố Lâm Nguyên nhìn hai người một cái, sau đó khinh thường cười. Hắn là cái thái gì? ta dựa vào cái gì phải nghe hắn? Chương 9 Hắn là cha ngươi vẫn là mẹ ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, lời này vừa nói ra, tiêu phàm cùng cố phi vân đều ngây ngẩn cả người. Lục đề, ngươi sao có thể nói chuyện với vi huynh như vậy? Cố phi vân nhíu mày, thập phần bất mãn nói. Nghe vậy, cố lâm Nguyên cười lạnh. Ngươi còn biết thân phận của mình, Ta còn tưởng rằng hắn là cha ngươi hay là mẹ ngươi, ngươi liền bắt đầu khuỷu tay hướng ra ngoài. Muốn cho mình đem cơ duyên giao ra ngoài, đừng nói là cái này dối trá thái tử, coi như là Thiên Vương lão tử đến cũng không được. Lời này của ngươi thành thể thống gì? Cố Phi Vân bị tức giận đến sắc mặt một mảnh xanh mét, đồng thời nội tâm thẹn quá hóa giận, hắn cái này công tử bột đệ đệ, lại dám như vậy không nể mặt mình. Trước đây chưa từng có. Thậm chí Tại toàn bộ đại hạ vương triều, cũng không có mấy người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, không thấy cho dù là thức tỉnh chân long chiến thể Tiêu Phàm, ở trước mặt hắn đều muốn khách khí sao? Các ngươi thích làm gì thì làm, ta không phụng bồi. Đồ tới tay, Cố Lâm Nguyên cũng lười nói chuyện với hai người, trực tiếp đi xuống lầu. Thấy thế, Cố Phi Vân có chút xấu hổ. Nhưng hắn vẫn cực kỳ phong độ thân sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm, nói: "Tiêu công tử chớ tức giận." không phải chỉ là một bộ phế vũ kỹ sao nơi này có rất nhiều vũ kỹ tốt công tử có thể tùy ý chọn lựa nhưng mà nhìn bóng lưng cố lâm uyên biến mất giờ phút này tim tiêu phàm đang rỉ máu đồ ngu đây đâu phải là phế vũ kỹ gì đây chính là một bộ toàn bộ đại hạ vương triều đều tìm không ra địa cấp vũ kỹ a nơi này còn lại võ kỹ nơi nào có cái gì có thể so sánh tiểu phàm có thể đây là ý trời đi cưỡng cầu không được thanh âm quỳnh giao kiếm tiên thập phần tiết hận vang lên. Ngay cả cô cũng không rõ, vì sao cố lâm nguyên lại cố chấp cướp đi, chẳng lẽ đối phương cũng nhìn ra manh mối. Nhưng không nên a à. Cô có thể nhận ra đó là bởi vì cô có đủ kinh nghiệm và kinh nghiệm. Nhưng cố lâm nguyên nhìn qua mới hơn 20 tuổi, làm sao có thể nhìn ra được? Có lẽ, hoàng khố thủy chung là hoàng khố, chỉ là tùy hứng mà làm đi. Thật sự là đáng giận. Tiêu Phạm ở trong lòng rít gào. Hắn nhìn về phía Cố Lâm Uyên trong ánh mắt, dĩ nhiên nhiều ra một đạo lạnh thấu xương sát ý, nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, một tháng sau hoàn thành chi chiến thượng, ta nhất định muốn cho ngươi chết không toàn thay. Tiêu công tử. Cho đến khi Cố Phi Vân gọi lần nữa, Tiêu Phạm mới phục hồi tinh thần lại. Ta biết rồi. Tiêu Phạm hữu khí vô lực trả lời một tiếng. Trơ mắt nhìn một bộ địa cấp vũ kỹ cùng mình thất chi giao tí, Nội tâm của hắn cũng bị đã kích không nhỏ. Sau đó hắn tìm một bộ huyền cấp trung phẩm võ kỹ tương đối cường đại, liền đi xuống lầu. Tuy rằng bộ võ kỹ huyền cấp trung phẩm này cũng không kém, nhưng sau khi mất đi vũ kỹ địa cấp, đối với Tiêu Phàm mà nói, tất cả đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Đa tạ đoàn các chủ. Mà lúc này, Cố Lâm Nguyên đã mượn một bộ vũ kỹ địa cấp Long Hồn Chấn Thiên Quyền tới tay. Hắn lại quay đầu nhìn lại. Tên thật Tu vi Luyện thể lục trọng giá trị khí vận 600, màu tím, cơ duyên gần đây Được các chủ tàn thư các coi trọng, nửa tháng sau kế thừa sở học cả đời của đối phương Quả nhiên, đối phương khí vận giá trị lại giảm bớt 50 điểm Nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là tiêu phàm lại có thể được đoàn các chủ coi trọng Hơn nữa hắn đột nhiên nhớ tới Đoàn các chủ này tự hồ còn là một vị cao thủ địa huyền cảnh Phải biết rằng, hắn tiền thân lão tử, cũng chính là bây giờ đại hạ vương triều đế vương, cũng bất quá tài địa huyền cảnh mà thôi. Thật sự là trăm triệu lần không nghĩ tới, lão đầu tử nhìn qua cùng tử quỷ không có gì khác nhau này, lại có tu vi cường đại như thế. Hơn nửa nửa tháng sau, vì đoạn các chủ này sẽ bởi vì bệnh cũ tái phát mà chết, càng thêm bất ngờ chính là, cuối cùng lại tiện nghi cho tiêu phàm, cố lâm nguyên quả thực tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không hổ là thiên mệnh chi tử cơ duyên vừa bị chính mình cướp đi, cơ duyên mới lại tới. hơn nữa còn là truyền thừa cả đời của một vị cao thủ địa huyền cảnh, đây chính là cơ duyên thiên đại. bất quá hắn có thể cắt trâu a. dù sao hắn hiện tại sớm đã biết, chỉ cần thao tác thích đáng, vậy thì có cơ hội đem cái này thiên đại cơ duyên cho tiệc hồ tới. đoạn các chủ, ta muốn mượn bộ vũ kỹ này. cố lâm nguyên còn đang suy tư, tiêu phàm đã đi tới trước mặt đoạn các chủ. Được. Đoạn các chủ say khước đăng ký, đột nhiên nhìn về phía tiêu phàm. Ngươi là người của tiêu gia. Không đợi tiêu phàm kịp phản ứng, thanh âm quỳnh giao kiếm tiên cũng vang lên trong đầu hắn. Lão giả này là tu vi địa huyền cảnh, nhưng khí tức toàn thân quể oải, hẳn là thời gian không còn nhiều. Nghe vậy, tiêu phàm hơi sửng sốt. Nhưng rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, đây lại là một vị địa huyền cảnh cao thủ, hơn nữa thời gian không nhiều, vậy hắn có thể hay không không sai ta là tiêu gia thiếu chủ hắn vội vàng hồi đáp đồng thời trong lòng mừng rỡ đối phương dường như cố ý muốn nói chuyện với mình nếu mình có thể nhân cơ hội này lấy lòng vị các chủ này chờ sau khi đối phương chết truyền thừa lưu lại không phải là của mình sao thì ra là thế đoạn các chủ vẫn say khước như trước hắn chậm rãi nói mấy chục năm trước ta vừa tới vương triều đại hạ đang bị địch nhân truy sát là người của tiêu gia ngươi giúp ta tránh đi, tiêu vô cực ngươi hẳn là biết chứ. Nghe vậy, tiêu phàm vội vàng gật đầu. Vô cực gia gia là gia chủ đời trước của tiêu gia ta, vài năm trước đã qua đời. Trong lòng hắn mừng rỡ, nguyên lai đối phương còn cùng tiêu gia có chút sâu xa, tìm thư uyển vê đúc vê đúc về đúc. Giao su xu xuyên. Còn như vậy thì không thể tốt hơn. Ngay cả hắn cũng chết a. À. Đoạn các chủ lắc đầu, thanh âm cô đơn. Giờ phút này Cố Lâm Nguyên cũng rốt cục hiểu được, vì sao cuối cùng Tiêu Phàm lại có được truyền thừa của đoàn các chủ, thì ra còn có một tầng quan hệ như vậy. Nhưng cứ như vậy, hắn sẽ không có biện pháp cắt trâu. Quả nhiên, chỉ thấy đoàn các chủ nhìn về phía Tiêu Phàm. "Ta thấy căn cơ tu luyện của ngươi thập phần vững chắc, nếu không chê, sau này có thể tới chỗ ta dạo chơi, có lẽ ta có thể chỉ điểm một chút vấn đề tu luyện của ngươi." Lời này vừa nói ra, trong lòng tiêu phạm nhất thời vui mừng quá đổi. Không chê không chê, đây là vinh hạnh của vãn bối. Đây thật đúng là lúc buồn ngủ đưa gối đầu A, à, hắn vừa rồi còn đang rầu rĩ muốn đánh tốt quan hệ với đối phương như thế nào, cơ hội này không phải tới rồi sao? Có cơ duyên lớn như vậy, ngay cả phẫn nộ vì bị cố lâm nguyên cướp đi võ kỹ địa cấp, hắn cũng nhìn thoáng một chút. Chỉ cần có được truyền thừa của vị cao thủ địa huyền cảnh này, những thứ khác đều không phải là chuyện lớn. Từ được đoạn các chủ đáp lại một tiếng liền tiếp tục uống rượu trên mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi cùng nghèo túng nhưng đúng lúc này cố lâm nguyên đột nhiên tiến lên một bước sau đó mở miệng nói đoạn các chủ kỳ thật vãn bối đối với chuyện tu luyện cũng có chút khó hiểu ngày sau có thể tới quấy rầy tiền bối một chút hay không nghe được lời này đoạn các chủ hơi sửng sốt không đợi hắn trả lời tiêu phàm liền mở miệng quát lớn cố lâm nguyên ngươi chỉ là một hoàng tử hoàng khố, làm sao biết chuyện tu luyện? Hắn thật sự tức muốn chết. Cố Lâm Nguyên vừa mới cướp đi võ kỹ địa cấp của hắn, hiện tại lại bắt đầu chỉnh cái này chết đi, chẳng lẽ là muốn cùng hắn đoạt lấy cơ duyên đoàn các chủ? Thật sự là không thể nhìn được nữa. Chương 10 Làm người, còn phải dựa vào chính mình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Cố Phi Vân ở một bên cũng mở miệng theo. Đúng vậy lục đệ, ngươi ngay cả tu vi cũng là dựa vào đang dược chồng chất lên, căn cơ cũng không ổn, cũng không cần ở chỗ đoạn các chủ mất mặt xấu hổ. Lúc trước Cố Lâm Uyên không nể mặt hắn chút nào, hiện tại hắn rốt cục cũng có thể trả thù, cho nên giờ phút này cũng chăm chọc khiêu khích. Huống chi, lời này của hắn một chút cũng không nói sai, toàn bộ vương triều đại hạ ai không biết Cố Lâm Uyên uy danh hiển hách, Tu vi luyện thể ngũ trọng cảnh kia hoàn toàn là dựa vào các loại đang dược chồng chất lên, muốn nói cố lâm nguyên hiểu được tu luyện, đó mới là thiên đại chê cười. Đoạn các chủ cũng hơi sửng sốt, tuy rằng hắn ở trong hoàn thành ẩn cư giảng dị mấy chục năm, nhưng đối với một ít sự tích của cố lâm nguyên cũng có nghe thấy. Đương nhiên có thể. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Nếu cố lâm nguyên thật sự lãng tử quay đầu lại, hắn cũng không ngại chỉ điểm một chút, quan trọng hơn là hắn mơ hồ cảm giác hơi thở trên người Cố Lâm Nguyên lại càng vững chắc hơn Tiêu Phạm và Cố Phi Vân. Đa tạ đoàn các chủ. Cố Lâm Nguyên mỉm cười. Chỉ cần vì đoạn các chủ này có cái tâm này là đủ rồi, về phần có thể thành hay không, cũng chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Thấy thế, Tiêu Phạm lại thập phần khó chịu, hắn luôn có một loại cảm giác thuộc về mình, lại bị người khác nhớ thương. Xong việc, Cố Lâm Nguyên trực tiếp trở về phủ đệ để ta xem uy lực của võ kỹ địa cấp. Cố Lâm Nguyên mở bộ điển tịch ra, sau đó tỉ mỉ xem xét. Không hổ là vũ kỹ địa cấp A. Thật lâu sau, Cố Lâm Nguyên thở ra một hơi thật dài. Hắn phát hiện bộ Long hồn chấn thiên quyền này, không chỉ có trình tự tu luyện vô cùng phức tạp, mà ngay cả phương thức tu luyện cũng vô cùng hà khắc. Muốn tu luyện bộ vũ kỹ này một điều kiện tiên quyết, đó chính là nhất định phải có cường độ thân thể có thể so với yêu thú mới được, chỉ riêng điểm này đã có thể khiến tuyệt đại đa số người tu luyện bình thường chùn bước mọi người đều biết khởi điểm của người tu luyện chính là luyện thể cảnh nói trắng ra chính là cường độ rèn luyện thân thể cùng lục phủ ngũ tạng nhưng cho dù là một người tu luyện bình thường đột phá đến luyện thể cửu trọng cảnh đỉnh phong cũng căn bản không thể có được cường độ thân thể có thể so với yêu thú thậm chí ngay cả một nửa cũng không thể đạt tới khó trách cố phi vân nói hắn đã từng tu luyện qua chỉ bất quá cuối cùng lại lấy thất bại chấm dứt, này nếu có thể thành công mới có quỷ. Kiếm lớn rồi. Nhưng mà, Cố Lâm Nguyên lại nở nụ cười. Những người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Đừng quên, hắn hiện tại nhưng là thức tỉnh Chân Long chiến thể, thân thể cường độ đã sớm thoát thai hoán cốt, xưa đâu bằng nay. Nếu nói cường độ thân thể có thể so với yêu thú. Đối với hắn mà nói, thật đúng là không tính là quá khó khăn nếu như không phải ta trước tiên cắt hồ kia một giọt chân long tinh huyết, còn cướp đi này bộ long hồn chấn thiên quyền, chỉ sợ đây hết thảy đều là tiêu phạm, thật không hổ là thiên mệnh chi tử a. À. Nghĩ tới đây, cố lâm quyên hâm mộ không không phát tím. Chân long chiến thể cùng long hồn chấn thiên quyền, hơn nữa tiêu phạm khẳng định còn có khác chính mình không biết ác chủ bài, hắn cũng không dám tưởng tượng, khi đó tiêu phạm đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Bất quá cũng may, hiện tại những thứ này đều là của mình. Nếu lão tặc thiên vị, ta đây sẽ không cầu ý trời, hết thảy đều tự mình đi cướp. Ánh mắt Cố Lâm Nguyên dần dần trở nên sắc bén. Làm người vẫn phải dựa vào chính mình. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, nếu hắn hiện tại có thể nhìn thấy nhân vật chính cơ duyên, vậy trực tiếp đoạt lấy thì tốt rồi. Của ta là của ta, của ngươi cũng là của ta. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng tu luyện Long Hồn Chấn Thiên Quyền thành công chuẩn bị mọi thứ cho tương lai mục tiêu của cố lâm quyên vô cùng rõ ràng tu luyện chỉ cần luyện không chết liền luyện đến chết như thế thời gian ba ngày lặng lẽ trôi qua lục điện hạ sáng sớm hôm nay thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của lăng tuyền đột nhiên vang lên ở ngoài cửa bệ hạ gọi ngươi đi hoàn thành một chuyến nghe vậy cố lâm quyên trực tiếp lắc đầu không đi không đi hắn lập tức lên tiếng cự tuyệt cũng không phải hắn bay mà là tiền thân của mình vốn là như thế cho dù là đại hạ hoàng đế gọi hắn hắn đại đa số thời điểm đều là trực tiếp cự tuyệt điều này cũng làm cho hoàng đế đại hạ thập phần đau đầu trình độ hoàng khố nổi tiếng khắp vương triều đại hạ bệ hạ nói lần này đi hoàn thành là vì thương nghị một tháng sau hoàn thành chi chiến tất cả mọi người phải trình diện lăng tuyền lần nữa mở miệng giọng nói của cô cũng vô cùng bất đắc dĩ. Cả vương triều đại hạ dám coi thường mệnh lệnh của hoàng đế, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Cố Lâm Nguyên. Cuộc chiến hoàn thành. Cố Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt. Xem ra lần này là không thể không đi. Từ lúc hắn xuyên Việt đến bây giờ, hắn lo lắng nhất một chuyện, chính là cuộc chiến hoàn thành này, mặc kệ hắn cắt bao nhiêu lần cơ duyên của tiêu phạm, nhưng kết cục cuối cùng lại đều là bị đối phương đánh chết trong cuộc chiến hoàn thành cho nên, đối với cuộc chiến hoàn thành mình tuyệt đối không thể qua loa. Ta biết rồi. Cố Lâm Nguyên ăn mặc chỉnh tề rồi đẩy cửa ra, lăng tuyền lẳng lặng đứng ngoài chờ. Hôm nay nàng vẫn mặc một thân quần áo bó sát người màu đen, đem dáng người nóng bỏng hoàn toàn phát họa ra, đường cong trước nhô sau vẫn kia càng làm cho người ta huyết mạch phun trào, hận không thể lập tức hạ thủ. Không thể không nói, lúc trước tiền thân lựa chọn hộ đạo giả, khẳng định có ý nghĩ khác cố lâm quyên cũng không tiện vạch trần đi thôi cố lâm quyên mạnh mẽ dời tầm mắt tìm thư uyển sau đó đi ở phía trước nhưng hành vi này lại làm cho lăng tuyền cảm thấy thập phần nghi hoặc trước kia ánh mắt cố lâm quyên nhìn cô đều tràn ngập xúc động nguyên thủy nhất hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài đều để cô đi phía trước cố lâm quyên theo sau nhìn lén khiến cô cảm thấy vô cùng chán ghét nhưng lần này ánh mắt cố lâm quyên tuy dừng lại trên người cô lâu hơn một chút nhưng trong đó chỉ có vẻ thưởng thức cũng không có ý tục tiểu gì khác chính mình đi ở phía trước điện hạ gần đây giống như thay đổi thành một người khác lăng tuyền trong lòng như có điều suy nghĩ cuối cùng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân nàng đương nhiên không thể biết cố lâm quyên thật sự đã thay đổi thành một người khác rất nhanh cố lâm quyên mang theo lăng tuyền bước vào hoàng thành hoàng cực điện đây là tổng điện của vương triều đại hạ đồng thời cũng là nơi hoàng đế đại hạ xử lý công việc lúc này đã có rất nhiều người đến đông đủ các lộ văn thần võ tướng thế gia chi chủ toàn bộ tề tụ ở đây đội ngũ chỉnh tề đứng ở hai bên không người lên tiếng mà ở chỗ cao nhất trong điện ngồi ngay ngắn một vị nam tử trung niên mặc lông bào màu vàng dáng người rộng rãi biểu tình không giận tự uy người này chính là hoàng đế đại hạ hiện giờ cố long vũ theo cố lâm uyên đi tới hắn còn thấy được rất nhiều người quen của mình trong điện Cố Phi Vân và Tiêu Phạm lúc trước cũng đều ở đây. Cứ tự nhiên ngồi đi. Cố Lâm Quyên không chút khách khí, trực tiếp ngồi trên một cái bồ đoàn thuộc về mình, sau đó gọi Lăng Tuyền cùng ngồi xuống. Thuộc hạ không dám. Mặt Lăng Tuyền đầy hát tuyến. Ở đây nhiều người như vậy cũng không ngồi, nàng làm sao dám. Nhìn chung toàn bộ hoàng cực điện, ngoài trừ Cố Long Vũ, tất cả mọi người đều đứng thẳng tắp, Cố Lâm Quyên lại đặt mông ngồi xuống trước mặt mọi người.